Chương 682, gặp lại Nam Lũng. Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ mặt của lão đạo liền thay đổi nhưng lập tức biến mất rồi bình tĩnh nói: "Xem ra Hàn đạo hữu định dùng cách này áp chế Bần đạo." "Áp chế? Chân nhân nói sai rồi, cho đến bây giờ Tại hạ vẫn chưa lấy thứ gì của đạo hữu. Ngược lại đã đưa cho đạo hữu một viên hồn thạch quý hiếm rồi. Nếu đạo hữu thấy mình bị thiệt thòi thì không cần phải trả lời vấn đề thứ hai của Tại hạ." và xem như vấn đề thứ hai này Hàn Mỗ chưa có nói qua mà hồn thạch đó tại hạ cũng không có lấy lại Hàn Lập sắc mặt như thường nói. Vừa nghe nói xong lời này, vẻ mặt của Thiên Tinh chân nhân thẳng ra, sau đó cũng không biết trong lòng nghĩ gì nữa. Hàn Lập cũng không nóng nảy, chỉ đứng đối diện mà nhìn chứ không có ý thúc dục gì cả. Ta đưa cho ngươi khôi lỗi thuật, ngươi có thể nhận biết được thật giả còn như ngươi nói đến âm minh yêu thú như vậy, ta làm sao biết được đúng hay không chứ? Sau khi suy nghĩ một hồi, lão đạo mới mở miệng nói. Nói thật, dù cho đạo hữu có biết chỗ của âm minh thú thì cũng không thể tới đó được. Nơi này không những hung hiểm vạn phần, mà cho dù may mắn đi vào nhưng cũng không có mạng đi ra đâu. Năm đó tại Hạ Phước Lớn, mạng lớn mới tìm được con đường sống trong chỗ chết mà trở về. Nhưng mà cho dù các hạ không tin ta nhưng hồn thạch đó là hàng thật, dùng nó để đổi lấy thuật luyện chế khôi lỗi của các hạ, xem ra các hạ cũng không bị thiệt thòi gì. Nếu không cho dù có thuật luyện chế khôi lỗi mà không có hồn thạch thì các hạ cũng không làm gì được, đúng không? hàn lập tâm khí bình hòa chậm rãi nói nghe xong lời này thiên tinh chân nhân nhướng mày lên ra vẻ trù trừ muốn chấp nhận tốt ta không quan tâm đến việc ngươi nói chỗ có hồn thạch là thật hay giả ta chỉ muốn biết ngươi có bao nhiêu hồn thạch dùng để đổi lấy thuật luyện chế khôi lỗi mà thôi nếu như số lượng quá ít thì thật tình mà nói ta cũng không muốn đưa nó ra lão đạo sau khi cân nhắc lợi hại rồi từ từ nói ra ta cũng muốn xem thuật luyện chế thượng cổ khôi lỗi có giá trị hay không đã nếu nó chỉ là thuật luyện chế khôi lỗi bình thường giống như lúc ban ngày thì ta đây cũng không có hứng thú trao đổi nữa Hàn Lập trong lòng vui vẻ, còn vẻ mặt thì bình thường nói. Thuật luyện chế lúc ban ngày chỉ là loại tàn phẩm mà thôi. Nghe qua ý tứ của đạo hữu dường như thuật luyện chế khôi lỗi càng hay thì người đổi hồn thạch càng nhiều lão đạo với vẻ mặt trông rất là cổ quái hỏi lại. Đúng, chính là ý này nếu có thể luyện chế ra một con khôi lỗi mà xuất ra một kích toàn lực đánh được tu sĩ nguyên anh kỳ thì hai ba mươi khối hồn thạch cũng không thành vấn để hàn lập khẽ nhánh môi lên mỉm cười nói phẩm chất của những loại hồn thạch này đều giống như viên ban đầu thiên tinh chân nhân có chút nghi hoặc hỏi lại chẳng lẽ thượng cổ khôi lỗi thuật có thể luyện chế ra được khôi lỗi tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ sao hàn lập mới đầu kinh ngạc sau đó liền mừng rỡ không chút đắn đo hỏi ngay hàn mỗ một khi đã nói là làm không thay đổi Tốt, đây là cái ngọc giản có ghi chép lại cách luyện chế khôi lỗi, không phải là những cái sao chép. Đây ta đưa ngay cho đạo hữu lão đạo lấy từ trong túi chữ vật ra một cái ngọc giản màu trắng rồi đưa cho Hàn Lập. Sau đó trên mặt lộ ra một chút vẻ gian xảo, Hàn Lập thấy đối phương hành động như vậy liền dùng mình một cái. Trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng ngược cũng không khách khí cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức quét qua một cái. Sau một hồi lâu sau, sắc mặt của Hàn Lập thay đổi đôi ba lần rồi sau đó thu hồi thần thức lại, rồi trừng mắt nhìn thiên tinh chân nhân mà không nói lời nào như thế nào thuật luyện chế khôi lỗi này có thể tạo ra vài loại khôi lỗi cao cấp có thể tranh đua với cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ chẳng lẽ lại không phù hợp với yêu cầu của đạo hữu sao lão đạo cười hì hì nói hừ cái này thật sự làm sao có thể mấy cái khôi lỗi này yêu cầu cần có là các loại tài liệu chính là vạn năm thiết mộc cái này thực sự là nghịch thiên ngoài ra còn cần có các loại phụ trợ tài liệu không muốn nói là rất quý hiếm mà có vài loại ta thực sự còn chưa nghe qua nữa là, vậy thì làm sao mà tìm được chứ?" Hàn Lập lộ vẻ tức giận nói, "Hắc hắc, chuyện này đối với ta mà nói thực sự là lực bất tòng tâm. Nhưng mà không phải các loại tài liệu này đều có hình vẻ sao?" Đạo hữu cơ duyên thâm hậu, có thể tìm được hết các loại tài liệu cần thiết rồi tạo ra khôi lỗi." Thiên Tinh chân nhân ngược lại lại ung dung chậm rãi trả lời, "Thiên Tinh đạo hữu chẳng lẽ đã tìm được hết các loại tài liệu rồi sao?" nếu không thì không cần phải đi tìm và thu thập hồn thạch không giống lão đạo nghĩ sắc mặt của hàn lập liền trở nên giận dữ lập tức hỏi lại bần đạo có khi nào nói là tự thân mình luyện chế ra khôi lỗi đâu bất quá ta chỉ tìm được hai cái khôi lỗi cao cấp bị hư hỏng rồi dùng hồn thạch này dung nhập vào nó rồi sử dụng chứ chính mình chưa tạo ra cái nào cả thiên tinh chân nhân sắc mặt bình tĩnh nói ngươi hàn lập nhất thời không biết nói gì lão đạo này thật sự khó đối phó đây tốt, bần đạo đã đưa thuật luyện chế khôi lỗi cho hàn đạo hữu rồi, còn về phần ngươi thì sao? Cho ngươi, hàn lập không chờ lão đạo cười xong liền lập tức giận giữ vung tay áo lên lục quang chấp động rồi một đống nhỏ hồn thạch xuất hiện ra. Thiên tinh chân nhân lập tức mừng rỡ, nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng, dường như muốn nói gì đó nhưng hàn lập khoát tay chặn lại nói. Lần này hàn mỗ không cẩn thận, nên bị thu thiệt. Nhưng cũng không oán trách gì cả, bây giờ mọi việc đã xong, tại hạ xin cáo từ hàn lập vừa chấp tay thần tình buồn bực đi ra lầu các không quay đầu lại nói lão đạo nhìn thân ảnh của hàn lập đi ra rồi liền nhắm mắt lại lắc lắc đầu tiếp theo mới gật đầu rồi sau đó mới đem tất cả đám tinh thạch cho vào túi chữ vật lần này dùng một cái thuật luyện chế khôi lỗi không thể sử dụng được mà đổi được nhiều hồn thạch như vậy làm cho hắn cực kỳ vui vẻ có đám hồn thạch này thì cái khôi lỗi chưa hoàn chỉnh kia sẽ hoàn toàn thành công nhưng mà chỉ một lần mà Hàn Lập có thể xuất ra một số lượng lớn hồn thạch như vậy làm hắn thực sự giật mình. Trong lòng đánh giá cao Hàn Lập, lão đạo chính là không biết từ ở một cái ngã tư đường ở phía xa khuôn mặt buồn bực của Hàn Lập từ lâu đã biến mất thay vào đó chính là một nụ cười quỷ dị và trong tay đang cầm cái bạch ngọc giản xem xét. Vạn năm thiết mộc đối với người khác thì không thể nhưng với hắn việc này lại không thành vấn đề. Chỉ là cần phải mất đi chút ít thời gian mà thôi. Về phần các loại tài liệu khác không biết tên, nếu như hắn nhớ không lầm thì ở trong hư thiên điện có vài bộ hài cốt khôi lỗi có được. Nếu vận khí của hắn tốt thì có thể tìm được một số tài liệu rồi tạo ra vài con khôi lỗi. Những cái này có lực công kích tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ sau khi luyện chế được thì uy lực vô cùng. Có thể nói những cái khôi lỗi này chính là một đòn sát thủ của mình. Hơn nữa trong ngọc giản còn ghi lại một số loại khôi lỗi có lực công kích tương đương tu sĩ kết đan kỳ. Đối với những loại tài liệu luyện chế này mặc dù chân quý nhưng cũng không khó tìm chỉ cần có linh thạch thì có thể tìm mua được dễ dàng. Với loại khôi lỗi cấp thấp này nếu như trong một lần có thể xuất ra được 5-6 cái mặc dù không tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nhưng nếu có thể chế tạo ra và được chỉ điểm cẩn thận thì dù cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải tránh ra xa. Nhưng mà loại suy nghĩ này, Hàn Lập cũng chỉ có thể suy nghĩ qua mà thôi. Mặc dù ngọc giản này có ghi lại một số loại khôi lỗi cấp thấp nhưng phí tổn tài liệu dùng để luyện chế cũng tương đương với một món pháp bảo bình thường rồi. Không nói đến mấy trăm mà chỉ cần nói 10 con thôi thì Hàn Lập cũng không gánh nỗi phần chi phí này nữa. Trước đây luyện chế ra mấy trăm con khôi lỗi cấp 3 thôi cũng đã khiến cho hắn muốn tán ra bại sản rồi. Thậm chí lúc đó các loại yêu thú tài liệu mà hắn có cũng đã bán đi hết 7-8 phần mới có đủ tiền sử dụng nhưng chúng nó so với với thượng cổ khôi lỗi bây giờ cũng giống như là ngọn đèn dầu so với vầng thái dương mà thôi. Hàn lập trong lòng cười khổ, sau đó xác định phương hướng rồi nhắm hướng tới cửa thành phía tây mà bay đi. Mặc dù bây giờ là trời đã tối nhưng mà đối với hắn mà nói thì ban đêm hay ban ngày cũng vậy thôi. Giờ phải đi tìm cho gia chủ nhân của canh tinh, còn đại hội khi chính thức triển khai thì tu sĩ ở thiên nam tất cả đều tìm đến thành này. Phần đại hội đấu giá trong thành đã diễn ra tới ngày thứ hai nên các loại chân phẩm cũng được đem ra đấu giá. Trong sảnh có nhiều vật phẩm quý giá hiếm có nên đã hấp dẫn phần đông các vị tu sĩ tới tham gia. 76 vạn linh thạch, khối canh tinh này là của đạo hữu đứng ở giữa đại sảnh đấu giá một vị trung niên tu sĩ với vẻ mặt tươi cười nói. Trước mặt hắn trên cái bàn bằng gỗ đàn hương có bầy một cái mâm màu xanh biết có một cái quáng thạch nhỏ bằng hạt hạch đào màu vàng, hào quang chấp động liên tục. Sau đó một vị mặc ngân bào với diện mục mơ hồ, đi ra khỏi đài, tiến tới chỗ giao linh thạch. Sau khi giao xong liền cầm lấy canh tinh đi mất, Hàn Lập đang ngồi ở phía dưới đài thầm than nhẹ một tiếng rồi bỗng nhiên đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh đấu giá. Trong lúc đó dù có đang đấu giá vật phẩm quý giá gì đi nữa hắn cũng không quan tâm đến. Buổi tối hôm ấy, hắn dễ dàng dùng thần thức tìm ra được chủ nhân của canh tinh. Nhưng mà chủ nhân của nó lại muốn đổi nó lấy cái chứng có trong truyền thuyết để luyện chế pháp bảo là hóa nhất thần nê, Hàn Lập lại không có thứ này nên chỉ đành thất vọng đi về mà thôi. Nhưng từ trong miệng của đối phương thì Hàn Lập cũng biết được khối canh tinh này cũng không lớn lắm. Nếu hắn có được thì cũng đủ dùng cho khoảng 7, 8 cây phi kiếm mà thôi, đúng là không đủ dùng. Bất chấp việc như thế, ngay ngày hôm nay chờ có canh tinh đem bán đấu giá nên Hàn Lập đã tham gia vào từ đầu. Nhưng giá vượt qua 50 vạn linh thạch thì Hàn Lập đành phải buông tay không theo nổi. Xem ra đối với đại canh kiếm trận của hắn không thể thi triển trong thời gian ngắn sắp tới rồi. Ra khỏi phòng đấu giá rồi Hàn Lập đi một vòng xem xét đồ vật một chút rồi tìm mua đi một số tài liệu phụ trợ dùng để luyện chế khôi lỗi mà hắn thấy được. Sau đó hắn nhắm thẳng đến một góc của của Điền Thiên Thành mà đi tới. Hôm nay đã ngày giao dịch thứ tư, hắn nhớ lại lời nói của Nam Lũng Hầu. Vì vậy trong lòng hắn có chút tò mò dựa theo thông tin nơi mà đối phương cho biết trong ngọc giản mà đi tới đó. Hàn Lập dùng thần thức đảo qua một vòng vùng chung quanh dò xét một chút. Rồi khi đi tới trước một căn nhà bằng đá bình thường, hắn chờ một lúc rồi gõ cửa, cánh cửa liền lập tức mở ra, một người với bộ râu dài và đẹp mặc áo bảo màu tía đi tới. Hàn đạo hữu, cuối cùng thì ngươi cũng tới, để ta giới thiệu thêm vài vị đồng đạo để cho đạo hữu biết mặt nam lũng hầu thực sự cao hứng nói. chương 683, Mật Hội Thật là làm phiền quân hầu phải chờ lâu, Hàn lập khách khí nói ra rồi cùng với nam lũng hầu đi vào bên trong. Khi vào bên trong rồi Hàn lập liền dùng mình, bên trong trống rỗng không có ai cả nhưng hắn dùng thần quét qua thì phát hiện có cấm chế dao động trong phòng cùng lúc đó nam lũng hầu cũng phát hiện ra hành động của hàn lập liền cười nói ở chỗ này bổn hầu có động tay động chân một chút tất nhiên không cách nào giấu được đạo hữu hàn đạo hữu xin đi theo ta nam lũng hầu nói xong liền tiện tay bắt pháp quyết một mảnh kim hà từ trong tay áo hắn bắn ra kim hà đi qua trong phòng bạch quang chấp động huyến tượng biến mất sau đó xuất hiện ra một cái thềm đá màu ngâm đen Nam lũng hầu không nói lời nào liền đi xuống, hàn lập nhíu mày cũng không do dự theo hắn đi xuống luôn. Thêm đá này rất ngắn, chỉ cần bước vài cái thì tới một cái đại sảnh rộng lớn dưới lòng đất. Có vài khối nguyệt quang tỏa ra ánh sáng bằng bạc chợt sáng cho tối cho nên nhìn cũng không rõ ràng lắm. Ở bên trong có bảy tám gã tu sĩ, hiện có sáu gã đang ngồi trong đó có một nam và một nữ sóng vai ngồi bên nhau. Mấy người này vừa thấy nam lũng hầu cùng hàn lập đi vào liền đưa mắt nhìn tới. Là ngươi, một nam tử đang đứng, vừa thấy hàn lập sắc mặt không khỏi đại biến kêu lên nghe như vậy dường như hắn đã nhận ra được hàn lập hàn lập nghe vậy liền sửng sốt tinh quang trong mắt lóe lên rồi dừng lại trên người này thì ra là một gã kết đan học kỳ nhưng kết quả lọt vào mắt hắn là một cái mặt nạ màu bạc hàn lập thấy vậy liền ngẩn người ra sau đó nhính miệng lên nở ra một nụ cười bông đùa thì ra vị nam tử này trước đây đã từng đuổi giết hắn làm cho hắn gần như không còn đường thoát chính là thiếu chủ của quỷ linh môn cũng chính cái mặt nạ này cũng là bộ dạng này. Năm đó chính là một thiếu niên càn rỡ mà bây giờ đã xuất hiện ra một vẻ mặt tang thương kinh sợ. Không nghĩ tới, ở trong này lại còn gặp lại được cố nhân ngày xưa. Thực sự làm cho hàn mỗ không thể nào nghĩ ra, làm sao có thể chứ, người đã ngưng kết thành Nguyên Anh. Giọng nói của vị thiếu chủ của quỷ linh môn so với trước đây có chút khàn khàn, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, bất luận ai nghe qua cũng biết rõ. Sao lại thế này, người biết vị đạo hữu này sao? Ngồi ở trước Phương Thiền là một gã hắc bào lạnh lùng hỏi. Nhị bá, người này chính là người họ hàn mà ta đã từng nói qua vào năm đó là một tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Không cần phải nói nữa, bây giờ hàn đạo Hữu đã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì làm sao có thể so đo với một kẻ vãn bối như ngươi chứ vị hắc bào trung niên này với bộ mặt nho nhã, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi nhướng mày một cái không chút trần chờ nói, sau đó người này hướng tới hàn lập với vẻ mặt ôn hòa nói. Tại hạ quỷ linh môn vương thiên cổ, sự việc năm đó tiểu chất của ta không biết trời cao đất dày nên đã mạo phạm. Nhưng bây giờ xin nể mặt tại hạ, hy vọng đạo hữu không so đo lại việc này. Nghe khẩu khí của người này, dường như hướng tới Hàn Lập giải thích cho rõ ràng. Năm đó ta cùng vương đạo hữu có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng sự việc cũng đã xảy ra nhiều năm Hàn Mỗ cũng không còn nhớ nữa. Các hạ không cần phải lo lắng Hàn Lập hướng mắt tới người hắc bào ngoài miệng cười khẽ nói. Dường như không quan tâm tới việc xưa nữa. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nhủ cười lạnh một tiếng, năm đó vị thiếu môn chủ của Quỷ Linh môn này hai ba lần muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, thậm chí hắn còn phải mạo hiểm dùng tới truyền tống trận mà rời đi Thiên Nam. Mối hận này làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Nếu không phải trước mắt có nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữa môn chủ của Quỷ Linh môn cũng có ở đây, nếu không thì hắn đã lập tức ra tay lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương nhưng lúc này chỉ có thể ngước mắt mà nhìn xem những người ở đây là ai, có phải là người của ma đạo hay không. nếu có thù mà không báo thì sợ rằng sẽ bị đối phương sẽ liên kết với nhau tiêu diệt. ha ha, Hàn Đạo Hiếu thì ra xuất thân từ Hoàng Phong Cốc, ta còn tưởng Đạo Hiếu xuất thân từ lạc vân tông nữa chứ. nhưng mà Đạo Hiếu có thể bỏ qua thù cũ thì đây cũng là một việc tốt. dù sao bổn hầu mời các vị đến đây cũng không hy vọng là có bất cứ việc gì không hay xảy ra lúc này Nam Lũng Hầu mới ngắt lời nói ra. Vương Thiên Cổ nghe vậy liền cười. Là một người tâm cơ thâm trầm thì hắn không thể nào dễ dàng tin được những lời Hàn Lập vừa nói. Dù sao thì hắn cũng ra vẻ gật gật đầu nói. Đạo hữu lòng dạ rộng lượng, vương mỗ thật là khâm phục. Nhưng mà Hàn Đạo hữu hãy yên tâm khi về nhà ta sẽ nghiêm khắc dậy bảo lại tiểu chất của ta. Nhưng mà Đạo hữu làm sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn 200 năm mà từ chúc cơ kỳ tu luyện đến nguyên anh kỳ. Việc này thật sự làm cho người ta không thể tin được. Vì vậy có thể nói trong vòng không quá 100 năm thì đạo hữu chắc chắn có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cũng không phải việc khó. Ta tư chất ngu độn thực sự còn lâu mới theo kịp. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, các tu sĩ khác bao gồm cả Nam Lũng hầu sắc mặt đều biến đổi. Hàn Lập thầm kêu không ổn, trong lòng thật sự là căm hận vị quỷ linh môn tu sĩ này. Mình nếu khen ngợi chính mình, nhưng mà những lời này đã nói rồi liền làm cho hắn trở thành một bia ngắm cho mọi người. Đạo hữu năm nay chưa đến 300 tuổi sao? một vị hán tử nước da ngăm đen đang ngồi im lặng ở một góc phòng lên tiếng hỏi. Vương môn chủ thật là biết nói đùa, tại hạ cũng mới vừa kết anh không lâu, làm sao có hy vọng tới mức nguyên anh hậu kỳ chứ? Việc này không biết cần thêm mấy trăm năm mới có thể đây hàn lập hời hợt trả lời, rồi đưa mắt quét nhìn một lượt hết mọi người trong phòng. Lúc này hắn mới phát hiện ngoài vương thiền ra bên cạnh còn có một vị Mỹ phụ dung mạo thật là xinh đẹp cũng có tu vi kết đan hậu kỳ đứng song song với vương thiên phía sau vương thiên cổ, vị nữ tu này có bộ dáng thật là bình tĩnh không giống như những nữ tu bình thường khác. Nghe nói năm đó đệ nhất gia tộc lại yến gia của Việt Quốc, cũng đã đi khỏi Việt Quốc. Sau khi gia nhập vào quỷ linh môn, cũng đã đem nữ tử của gia tộc có thiên linh căn lại yến như yên gả cho vương thiền. Chẳng lẽ chính là người này, Hàn Lập không khỏi nghĩ đến việc này, còn về sáu người kia toàn bộ đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Thậm còn có cả một vị lão giả không dâu mặc bạch bào giống như nam lũng hầu đều có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Hàn Lập liếc mắt nhìn qua nhóm người này một cái, sau đó gặp phải ánh mắt của một lão giả liền giật mình một cái. Chỉ cần nhìn một cái đối phương đã làm cho hắn cảm thấy trong lòng lạnh như cắt, dường như muốn vỡ cả tâm can. Làm cho Hàn Lập vô cùng lo lắng nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thường như không có gì. Rồi nghiêng đầu một cái tránh đi ánh mắt của đối phương. Lão giả thấy vậy khóe miệng nhếch lên, cười nhạt, lúc này, Nam Lũng hầu sắc mặt vẫn như thường, vẫn bắt chuyện mời Hàn Lập ngồi xuống. Hàn Lập cũng không khách khí tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Sau đó cười cười, đưa mắt liếc nhìn Vương Thiên một cái. Vị thiếu chủ của quỷ linh môn này do có Vương Thiên Cổ mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại như thường. Khi nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lập hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Khi xưa Tu Vi so với hắn giống nhau còn bây giờ đã ngưng kết thành Nguyên Anh rồi. Điều này làm cho hắn thực sự kinh sợ, căm ghét và ganh tị với hắn. Khi ánh mắt nhìn tới Yến như yên, Hàn Lập thấy hai mắt trong suốt dị thường, không biết là đang nghĩ gì nữa. Hàn Lập thấy vậy cười lạnh một tiếng rồi cũng không chú ý tới họ nữa. Nam Lũng Hầu là người đầu tiên chuẩn bị đi ra, khi đó cất giọng lên nói: "Mấy vị đạo hữu đây có vị vị là tu sĩ chính đạo có vị đến từ ma đạo tông phái, còn có độc lai độc vãn tán tu, nhưng tất cả các vị đây giống nhau một điểm đó là ai ai cũng thần thức vô cùng cường đại. Ta mời các vị tới đây là có một nguyên nhân, trong đây một số đã biết rồi nhưng phần lớn là chưa biết rõ được sự tình." cho nên bản hầu một lần nữa đem sự việc nói cho các vị hiểu rõ thêm một số chi tiết rồi sau đó mọi người hãy tự quyết định là lần này có tham gia hay không nếu là không muốn tham gia thì bản hầu tuyệt đối không dám cưỡng ép hàn lập nghe vậy tinh thần liền rung lên bắt đầu chú ý lắng nghe hắc hắc những người ta không nói tới những hai tên tiểu bối của quỷ linh môn này sao lại ở đây chứ đây là ý gì không muốn nói tới bản thân ta thì lấy thần thức hai người không thể so sánh được ngồi đối diện với hắc bào tu sĩ là một gã tu sĩ mặt lạnh như băng đột nhiên nói ra mà không có dấu hiệu gì báo trước. Trong lúc nói chuyện hắn đưa mắt nhìn tới vương thiên cổ, dường như có gì đó coi thường. Hàn lập thấy vậy trong lòng vừa động, vưu đạo hiếu, người lần này nhìn không đúng rồi. Mặc dù hai người này tu vi không cao nhưng lại tinh thông bí thuật, một khi liên thủ thì có thể hợp nhất hai thần thức lại với nhau trong khoảng thời gian cũng không kém gì với ta đâu phải biết rằng ta đây chính là tìm kiếm những tu sĩ có thần thức cường đại nhưng thực sự lại không giống nhau có vài vị đạo hiếu tu luyện các loại công pháp đặc biệt hoặc là trời sinh thần thức cường đại hơn người hoặc là còn có các loại pháp bảo có thể cường hóa thần thức mà thôi nếu như không bản hầu cũng không mời tới đây làm chi nam lũng hầu dường biết trước việc này nên liền nói ra một khi đã như vậy thì xem như lời vừa rồi của vưu mỗ xem như là chưa nói đi tu sĩ mặt lạnh mặt không thay đổi nói những tu sĩ khác cũng không có ý kiến gì nữa Nhìn tới Nam Lũng Hầu im lặng nghe Nam Lũng Hầu nói chuyện. Lần này ta mời mọi người tới đây kỳ thật là muốn mọi người cùng ta đi tới Mạc Lan Thảo Nguyên một chuyến." Nam Lũng Hầu nhìn qua mọi người một lần rồi chậm rãi nói. "Mạc Lan Thảo Nguyên." Sau khi nghe Nam Lũng Hầu nói vậy phần lớn các tu sĩ liền kinh ngạc. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Chương 684, Thương Khôn Di Bảo. "Nam Lũng huynh, không có nói sai chứ, muốn đi Mạc Lan Thảo Nguyên?" Vị tu sĩ mặt lạnh nọ nhướng mày lên hỏi dường như không tin chính mình đã nghe những lời này vậy. Còn những tu sĩ khác sắc mặt cũng đồng thời thay đổi. Những người này đều là những vị lão quái nguyên anh kỳ, ai cũng đã trải qua rất nhiều phong ba, bảo táp nên mới còn sống tới bây giờ. Mặc dù hoảng sợ nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, chờ xem nam lũng hầu trả lời như thế nào. Đạo hữu hiểu, hiểu lầm rồi, ta nói muốn đi mộ lan thảo nguyên nhưng chỉ ở vòng ngoài khoảng 100 dặm mà thôi chứ không có đi vào sâu bên trong đó nam lũng hầu bình tĩnh giải thích nơi đó thực sự là một nơi rất nguy hiểm ta nghe nói người mạc lan vài năm qua đã tích xúc dưỡng sức rất nhiều giờ muốn quật khởi lên mặc dù chỉ là bên ngoài của thảo nguyên nhưng cũng rất là nguy hiểm sợ rằng so với chúng ta cùng cấp pháp sĩ tu luyện cũng rất nhiều mà cho dù pháp bảo của pháp sĩ có ít một chút nhưng tu vi cùng công pháp lại không dưới các tu sĩ chúng ta hơn nữa bọn họ lại thinh thông địa linh thuật uy lực vô cùng thần kỳ ngoài ra bọn họ còn am hiểu việc phối hợp liên kết đánh địch nếu như không may bị phát hiện thì dù có giữ được tính mạng nhưng cũng khó mà toàn thân chạy ra được tu sĩ mặt lạnh lắc đầu nói xem ra đối việc này cũng rất là e ngại pháp sĩ thực sự là khó đối phó ta như thế nào lại không biết nhớ lại năm xưa ta cùng với một gã pháp sĩ nguyên anh kỳ đánh nhau tới ba ngày ba đêm hắn mặc dù kém hơn ta một bậc còn pháp bảo thì lại hơn ta rất xa nhưng khi đánh nhau thì hai bên cũng không gì được nhau cả nam lũng hầu sắc mặt đanh lại nói đã như vậy thì đạo hữu xin hãy hoán lại ý định đi đến Mộ Lan Thảo Nguyên đi. Xem ra nơi đó chắc có thứ gì quý giá, nếu không Nam Lũng Hầu huynh cũng sẽ không dám mạo hiểm đi tới đâu. Vương Thiên Cổ bỗng nhiên mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra: "Ha ha, Vương huynh đúng là hiểu rõ y ta. Các vị đây có ai nghe nói đến tên của Thương Khôn Thượng Nhân chưa vậy?" Nam Lũng Hầu vừa nói ra xong tên người này thì mọi người dường như đã có biết qua rồi. Thương Khôn Thượng Nhân năm nghìn năm trước chính là một người đã làm cả chánh ma lưỡng đạo ở thiên nam phải khiếp sợ thì ra lời này là của một vị lão phụ nhân nghe được này lời này liền động dung lúc này hai mắt bắn ra một lũ tinh quang rồi mở miệng nói thai phu nhân đúng là như vậy đó chính là vị đã làm náo động cho cả người của chánh ma lưỡng đạo phải gọi là người điên nhưng cũng không ai chính thức thừa nhận việc này nhưng mà vị cuồng tu này đúng là ăn to nói lớn lúc đó được xem là một vị thán tu đệ nhất ở thiên nam này một thân thần thông cao thâm khó lường, khắp cả thiên nam không có ai là đối thủ cả. cho dù năm đó đại trưởng lão của hợp hoan tông cùng với chánh đạo minh chủ được mọi người công nhân là hai vị cao thủ đứng đầu ở thiên nam mà cũng không chắc thắng được vị cuồng tu nửa điên nửa tỉnh này. việc đó ai cũng biết cả nam lũng hầu với vẻ mặt căng ra rồi trầm giọng nói. bây giờ đạo hữu nói ra tên người này chẳng lẽ việc này có liên hệ với người này sao chứ? vương thiên cổ với vẻ mặt cổ quái nói. hắc hắc Vương Huynh nói vậy lần này nơi chúng ta đến chính là nơi tỏa hóa của thương khôn thượng nhân. Mà nơi này đã được bố trí cẩn thận ở một động phủ bí mật nam lũng hầu ngưng trọng nói. Không có khả năng, năm đó không phải vị cuồng tu này đã bị mọi người phẫn nộ vây công và bị đánh chết tại đương trường hay sao chứ? Lão phụ nhân này lắc lắc đầu như một cái trống rung ra vẻ không tin những lời nói này. Nam lũng hầu nghe vậy chỉ cười nhẹ, đang định lên tiếng giải thích thì vị lão giả nguyên anh trung kỳ mặc áo trắng đột nhiên lên tiếng, Năm đó Thương Khôn Thượng Nhân không bị đánh chết tại chỗ, mà hắn bị buộc phải tự bạo đi một cái khôi lỗi, sau đó thi triển đạo thuật dấu trời qua biển rồi mượn cơ hội chạy thoát đi. Năm đó những tu sĩ vây công đánh hắn cũng không biết được việc này. Vì vậy bọn họ vẫn lấy việc là đã đánh chết được Thương Khôn Thượng Nhân mà truyền ra ngoài. Nhưng mà thực ra sau trận chiến ấy vị Thương Khôn Thượng Nhân này nguyên khí cũng bị đại thương, rất khó bình phục được tất cả thần thông của mình. Vì vậy sau khi tính dưỡng mấy năm thời gian cùng với động phủ của mình biến mất không còn chút tông tích gì cả. Từ đó về sau không còn ai nhắc tới nữa. Rồi sau đó ta cùng với nam lũng đạo huynh tìm được nơi tỏa hóa cuối cùng của hắn rồi từ đó mới tìm được một số tin tức còn lưu lại nên mới biết được nơi năm đó thương nhân mất tích chính là trụy ma cốc. Nhưng lúc đó hắn đã liều chết xông vào trong cốc này mà vẫn sống rồi trở thành đệ nhất nhân ở trong trụy ma cốc. Xông vào trụy ma cốc mà còn sống. Điều này sao có thể chứ? Lão phụ nhân giọng nói có chút the thế kêu lên, mắt đầy vẻ kích động. Những người khác, ngoại trừ nam lũng hầu, kể cả hàn lập cũng đều phải hít một hơi khí lạnh. Đại bộ phận bọn người họ, một số thì khiếp sợ khi nghe tin tức kinh người này còn phần khác thì chỉ biết đoán giả đoán non mà thôi. Lúc này mọi người chỉ biết nhìn nhau, cho dù việc này là có thật thì nó với mộ lan thảo nguyên có gì liên hệ với nhau chứ. Chẳng lẽ vị thương khôn thượng nhân này lấy được bảo vật từ trong trụy ma cốc xong rồi đem tất cả đi chôn giấu đi ở một nơi bí mật khác sao? vị tu sĩ với khuôn mặt ngâm đen, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ rồi cười lạnh hỏi thăm, ra vẻ không tin lắm. Bình đạo hữu nói vậy mặc dù không chính xác nhưng đúng khoảng 7-8 phần. Theo nơi mà thương khôn thượng nhân chết còn lưu lại một số tin tức. Dường như hắn đã ở trong trụy ma cốc không lâu, rồi vài năm sau thì lại đi ra bên ngoài rồi tỏa hóa. Không biết là do vết thương của tái phát hay là do lúc ở trong trụy ma cốc bị thương nặng nữa. Nhưng chắc chắn là người này đã lấy đi ra khỏi trụy ma cốc không ít bảo vật. Mà vào năm đó nếu những bảo vật mà được vị tán tu này chọn lấy thì khẳng định không phải tầm thường. Hơn nữa, năm đó thân phận người này chỉ là tán tu mà đã có thể trấn áp được các thế lực mạnh khác thì công pháp cùng với pháp bảo của hắn thì chắc chắn là thuộc loại quý hiếm rồi. Lần này đi mộ Lan Thảo Nguyên tìm kiếm nó, không biết các vị có thích đi hay không? Nam Lũng Hầu nói một hơi dài mà sắc mặt vẫn không đổi. Chúng ta nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ cùng đi như vậy, pháp sĩ bình thường làm sao dám ngăn cản chúng ta chứ? nếu mà thật sự gặp phải việc ngoài ý muốn thì chúng ta vẫn có thể phá vòng vây mà chạy vì vậy vấn đề nguy hiểm sẽ không còn nữa còn bây giờ nếu vị đạo hữu nào không đồng ý thì có thể rời đi còn ta sẽ tìm thêm một hai vị cho đủ để đi ta đây có vài lời xin nói rõ cho các vị biết bạch sam lão giả sắc mặt không đổi bổ sung thêm nghe xong lời nói của hai người nam lũng hầu và bạch sam lão giả thì trên mặt của vương thiên cổ lão phụ nhân cùng với những vị tu sĩ khác có vẻ trù chứ không dám quyết định Đúng lúc này, Hàn Lập lại mở miệng hỏi. Hàn Mỗ có chút khó hiểu là hai vị đã biết rõ vị trí rồi. Vì sao lại còn muốn triệu tập bọn ta đến đây làm gì chứ? Không bàn đến việc thần thức cường đại hay nhân tài, chẳng lẽ nơi đó rất khó đi tới sao, hay là những việc đó cùng với việc mở ra cửa động phủ có gì liên hệ với nhau Hàn Lập chậm chậm nói ra những nghi hoặc trước giờ hắn giữ trong lòng. Hàn Đạo Hữu không hỏi vấn đề này thì chút nữa bản hầu cũng sẽ nói rõ tất cả. Hai người bọn ta một khi có thể chiếm được các loại bảo vật đó, thì tất nhiên sẽ không muốn người khác có được. Nhưng mà lần trước, chúng ta lặng lẽ tiến vào mộ Lan Thảo Nguyên kiếm được động phủ đó. Mặc dù địa phương đó rất là bí ẩn, nhưng do dựa vào những chỉ dẫn còn lại của Thương Khôn thượng nhân thì sau một thời gian tìm kiếm thì cũng tìm ra được. Nhưng có một phần đề phiền toái đó chính là bên ngoài động phủ lại có cái pháp trận thượng cổ rất là thần diệu, bọn ta hai người đã hao tốn không biết bao nhiêu là công sức và thời gian nhưng cũng không cách nào phá vỡ được cấm chế để đi vào bởi vì nơi đó là mộ lan thảo nguyên nên hai ta cũng không dám ở lâu vì vậy không gì khác hơn là phải nhớ rõ những đặc thù của trận pháp này rồi trở về thiên nam tìm kiếm các loại điển tịch pháp trận để nghiên cứu loại thượng cổ pháp trận này nhưng cuối cùng mới phát hiện được pháp trận này tạo ra cấm chế đúng là một loại thượng cổ pháp trận đã bị thất truyền tên gọi là thái diệu thần cấm nam lũng hầu nói tới đây trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ thái diệu thần cấm đây không phải là một trong thập đại thượng cổ cấm chế sao sao nó lại xuất hiện ở nơi này chứ vương thiên cổ biến sắc có chút giật mình nói ra còn những người khác mặc dù chưa từng nghe qua thái diệu thần cấm nhưng sau khi nghe nói vậy trong lòng cũng phải giật mình thập đại cổ cấm vừa nghe tên này thôi thì cũng biết nó không phải là một cái dễ dàng bài trừ còn lúc này trong mắt hàn lập cũng hiện lên một tia kinh ngạc nhưng sau đó liền biến mất không thấy nữa còn thần sắc thì vẫn như thường đã từng nghe qua là vương huynh sớm nổi danh là am hiểu tất cả các loại trận pháp hôm nay xem ra là danh bất hư truyền vừa mới nghe qua là biết ngay nó là một loại thượng cổ cấm chế nam lũng hầu có chút kinh ngạc cùng với bạch sam lão giả nhìn nhau một cái trên mặt hiện lên vẻ mặt rất là vui mừng nam lũng huynh quá khen tại hạ cũng chỉ biết qua cái tên mà thôi cụ thể như thế nào thì phải tới nơi xem thì mới biết được vương thiên cổ dường như cảm nhận ra việc gì đó lập tức khách khí trả lời ngay bạch sam lão giả thấy vậy không nhịn được cười cười rồi nói tiếp hai người bọn ta phải nghiên cứu mấy năm mới phát hiện ra. Nếu muốn bài trừ này cấm chế này thì chúng ta cần phải dùng biện pháp mạnh công kích vào nó thì nó sẽ mở ra. Vì vậy cần tới 8 vị tu sĩ thần thức cường đại, rồi dùng thần thức cường đại biến hóa thần thông để giải cấm chế này. Dùng biện pháp mạnh mà phá cấm chế này chắc chắn sẽ thành công. Bởi thượng cổ cấm chế này rất thần diệu, bọn ta hai người đã ngày đêm không ngừng công kích điên cuồng vào pháp trận cả mấy tháng trời, nhưng cũng không thể mở ra được. Mà ở mộ Lan Thảo Nguyên, Hai người bọn ta lại không dám thi triển thần thông mạnh nhất để phá vỡ. Nhưng nếu dùng thần thức biến hóa có thể phá giải cấm chế này, chỉ cần chư vị đạo hữu đây thần thức mạnh mẽ, có thể chỉ trong một ngày là phá được đại trận này. Nghe đến đây, mọi người đều hiểu lý do vì sao mà hai người nam lũng hầu lại mời họ đến đây. Có lẽ những tu sĩ nguyên anh trung kỳ thần thức cũng đủ cường đại có thể bài trừ cấm chế này. Nhưng hai người bọn họ lại không muốn các đại tu sĩ cường đại tham gia do sợ không khống chế được tình hình dù sao hai người bọn họ đều là tu sĩ nguyên anh trung kỳ cho nên nếu hai người liên thủ thì cũng dễ dàng thủ thắng bọn người hàn lập vì vậy có thể duy trì được thế cục cân bằng cho hai bên xem ra hai người này cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều cho việc này nhưng mà đối với bảo vật ở trong trụy ma cốc thì tất cả các tu sĩ bao gồm luôn hàn lập cũng phải động tâm đi mộ lan thảo nguyên mặc dù có chỗ nguy hiểm nhưng dù sao như bạch sam lão giả nói so với những bảo vật mà nơi này có thì những nguy hiểm này là không đáng kể cơ hội tốt như vậy các tu sĩ khác cầu mà không có nữa là. Vì vậy trong lòng mọi người đều âm thầm tính kế cho riêng mình, sau khi Nam Lũng Hầu nói xong như vậy, mà không thấy ai chịu rời đi, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười nói. Còn có một chuyện ta muốn cùng với các vị nói rõ một tiếng. Nếu như mọi việc thuận lợi chúng ta có thể tiến vào bên trong động phủ thì hai người bọn ta là những người trước nhất chọn ra mỗi người một cái bảo vật. Phần còn lại mới chia đều ra các vị đạo hiếu. Nam Lũng Hầu đưa ra đề nghị cho bản thân mình trước nói chương 685, Hoàng địa hung hiểm. Đối với yêu cầu của hai người nam lũng hầu, thì Vương Thiên Cổ cùng với những tu sĩ khác cũng không có ý kiến gì thêm nữa. Không cần nói đến tu vi của hai người này, mà chỉ cần với thân phận là người phát khởi ra việc này thì việc có nhiều bảo vật hơn một chút cũng là lẽ thường. Vì sợ có gì đó bất chắc có thể xảy ra, bọn họ không đợi hết hội giao dịch chấm dứt, mà liền khỏi hành sau hai ngày chuẩn bị. Mọi người cùng nhau phát thệ là không tiết lộ bất kỳ tin tức gì về việc này ra ngoài trước khi đi. Nhưng mà, Hàn Lập thấy được với bộ dáng của hai người nam Lũng Hầu thì dường như bọn họ không sợ có gì đó bất thường phát sinh ra. Suy cho cùng, việc tìm ra đúng vị trí và phương pháp mở ra cấm chế đều nằm ở trong tay của bọn họ rồi. Hơn nữa với tâm cơ và thần thông của họ thì cũng không sợ người khác qua mặt được mình. Hàn Lập đáp ứng tham gia vào việc làm này cũng chính là do bản thân cần phải làm. Từ khi hắn tiến tới Nguyên Anh kỳ, bởi do không có đan dược thích hợp để sử dụng cho nên thanh nguyên kiếm quyết tiến triển cũng không được bao nhiêu. Hàn lập tính toán nếu như chỉ ở trong động phủ tự mình khổ tu thì cũng phải mất khoảng 2-300 năm thời gian cũng chưa chắc tu luyện tới đỉnh cao nhất của nguyên anh sơ kỳ. Về sau có thể tiến tới nguyên anh trung kỳ thì thật sự không thể nói được. Vì vậy cần phải coi xem cơ duyên cùng tạo hóa thế nào đã. Bởi tư chất không phải là yếu tố quyết định tất cả. Bởi có thể tu luyện đến mức tu sĩ nguyên anh kỳ thì cũng không phải do thiên tư hay tài năng hơn người. Theo như ý định ban đầu của Hàn Lập thì chờ sau khi đại hội giao dịch kết thúc thì sẽ bế quang tu luyện các loại công pháp bí thuật khoảng 100 năm. Sau khi có chút thành tựu thì rời khỏi động phủ đến các nơi du lịch tìm kiếm một ít di chỉ của tu và các loại thiên tài địa bảo. Chỉ có vậy mới có được cơ hội tiến tới cảnh giới cao hơn. Bây giờ có cơ hội tìm được bảo vật đỉnh cao của trụy ma cốc. Thì Hàn Lập làm sao có thể buông tha chứ? Nói không chừng, đây có thể là một cơ duyên với hắn. Còn những người khác có lẽ tâm tư cũng không khác mấy với hắn. Bởi hiện tại các vị nguyên anh sơ kỳ này đã gặp bình cảnh không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Vì vậy bọn họ cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đột phá tu vi cả. Mà ở trụy ma cốc này việc các vị ma tu cùng nhau đồng quy vô tận. Mà những vị này cũng không phải là các vị cổ tu sĩ bình thường, mà nghe nói lúc đó bọn họ cũng là những người danh tiếng đứng hàng đầu. Vì vậy công pháp lưu lại hay là đan dược đều không phải đơn giản. Chỉ bằng một điểm này thôi cũng đã làm cho bọn Hàn Lập phải động tâm rồi còn như vị thiếu chủ của quỷ linh môn nếu đã cùng nhau đi thì trên đường nếu có cơ hội thì hàn lập cũng sẽ không khách sáo ra tay tiêu diệt nếu như không bị vị quỷ linh môn vương thiên cổ phát hiện ra thì đối phương làm sao có thể thoát khỏi tay hắn phải biết rằng ma đạo cùng với thiên đạo minh của hắn hiện tại vốn là đang đối địch với nhau hàn lập trong lòng sinh ra sát ý rồi tự suy tính một hồi khi đang đi trên một con đường đá xanh nhưng mà hắn còn không biết cách đó vài con hẻm nhỏ thì vương thiên cổ đang chậm rãi bước đi tới phía trước còn vương thiền và yến như yên không nói tiếng nào đi phía sau bây giờ ngươi hãy đem chi tiết sự việc ân oán mà ngươi có kể rõ cho ta biết xem ra người đó vẫn còn rất hận ngươi sau này vợ chồng của ngươi không được rời xa ta quá nếu không sẽ bị hắn đánh lén vương thiên cổ chậm rãi phân phó nói ra dạ nhị bá không nghĩ năm đó tiểu chất có gì sai nhưng không ngờ là tiểu chất lại tự tạo cho mình một cái đại địch Người này trong thời gian ngắn có thể liên tiếp đột phá kết đan rồi Nguyên Anh thành công thì thật sự là một việc ngoài ý muốn. Vương Thiền Cung kính đáp, hừ, ngươi cũng không cần phải nổi giận làm gì. Lấy uy lực cao thâm của huyết linh thì phu phụ các ngươi cũng không cần phải e ngại tên tiểu tử này. Hơn nữa huyết linh sau khi đột phá tới tầng thứ bảy thì hai người các ngươi cũng tương đương như người kết thành Nguyên Anh. Đến khi đó người nào mới thực sự đi tìm phiền toái thì cũng khó mà nói được. Nhưng mà, lần này đi mộ lan thảo nguyên, hai người các ngươi cần phải thật là cẩn thận cho ta. Mặc dù ta không rời xa các ngươi nhưng hai người các ngươi cũng không được chủ quan. Nếu cùng nhau liên thủ thì cũng dư sức để ứng phó rồi Vương Thiên Cổ cười lạnh nói. Đa tạ nhị bá chỉ điểm, Vương Thiên nghe Vương Thiên Cổ vừa nói xong như vậy, trong lòng liền cảm thấy an tâm vội vàng tạ ơn. Hắc hắc, trong những người huynh đệ nhà người, người chính là người ta quan tâm nhất. Nếu không lần này cũng không mang ngươi tới tham gia đại hội giao dịch. Nhưng mà, tiểu tử nó nguyên bổn vốn là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, mà lần này lệnh hồ lão quỷ hình như cũng tới tham gia đại hội giao dịch. Không biết tiểu tử này có liên hệ gì với lão quỷ này hay không nữa. Vương Thiên Cổ nhỏ giọng thì thào tự nói một mình, dường như đối với lệnh hồ lão tổ của Hoàng Phong Cốc rất là kiêng kỵ. Vương Thiên cùng Yến như yên nghe xong được lời này, hai người liền kinh sợ đưa mắt nhìn nhau một cái. Hàn lập trở lại chỗ ở, sau khi đánh một giấc ngon lành, tới sáng hôm sau mới đi ra ngoài dạo một vòng hết cả ngày thời gian để tìm mua các loại tài liệu mình cần để chuẩn bị cho thật là ổn thỏa rồi sau đó dặn dò mộ phái linh một số việc rồi nhờ lữ lạc đưa cô gái này về cùng lữ lạc nghe nói hàn lập lại ý định rời đi mà không đợi giao dịch hội chấm dứt liền cảm thấy rất là ngạc nhiên nhưng mà hàn lập cũng không nói rõ chi tiết cho hắn biết nên hắn cũng dám không hỏi thêm mà chỉ gật đầu đáp ứng điều làm cho hàn lập đối với vị lữ sư huynh này càng thêm quý mến còn lại một ngày Hàn Lập cũng không đi đâu cả mà chỉ ở trong lầu các an tĩnh ngồi xuống tu luyện cả ngày. Tới thời gian ước định Hàn Lập thong rong rời khỏi lầu các rồi một mình hướng tới ngọn núi nhỏ cách phía nam Điền Thiên Thành một ngàn dặm mà đi tới. Tới nơi rồi thì thấy có nam lũng hầu, bạch sam lão giả cùng với một vài người đã ở đây rồi. Có một điểm khác lạ là hôm nay nam lũng hầu trên người không khoát cái tử bào ngọc quan nữa mà thay vào đó là một cái trang phục nho sinh màu vàng lợt. Sau đó hai, ba canh giờ thì mọi người cũng lần lượt đi tới. Còn nhóm người của quỷ linh môn vương thiên cổ gồm ba người cuối cùng mới tới đến một lượt. Hàn lập thấy này, sắc mặt liền thay đổi. Sau khi Nam Lũng Hầu nói một câu, xuất phát thì chín người bọn họ liền im lặng rời đi khỏi Điền Thiên Thành, hướng tới phía nam của mộ Lan Thảo Nguyên mà tới. Điền Thiên Thành thuộc về Ngu Quốc cũng không phải là nơi gần tới Mạc Lan Thảo Nguyên Quốc gia. Cửu quốc minh kế tiếp mộ Lan Thảo Nguyên Quốc gia cũng không phải là cận kế tiếp giáp mà còn cách trung gian qua một vùng đất hoang dã chạy dài hàng ngàn dặm nơi này cây cỏ rất ít do nhiều năm bụi đất màu vàng bay lên tạo ra cuồng phong không ngừng xoay chuyển cho nên nơi này tự nhiên trở thành một nơi để cho các vị pháp sĩ thi tài đánh nhau đến mức sống chết sau nhiều năm như vậy trôi qua số lượng người tu tiên chết ở nơi này cũng có tới con số hàng vạn rồi không nói đến lúc đánh nhau mà ngay ở lúc bình thường thì nơi hoang dã này cũng rất là hung hiểm rồi bởi có rất nhiều nguyên nhân mà hai bên tu sĩ và pháp sĩ rất thường hay đánh nhau ở đây nguyên nhân có khi là giết người cướp của cũng có người là tìm sinh trong từ một con đường, có người muốn đột phá bình cảnh cho việc tu luyện để đề cao tu vi. Bất kể là nguyên nhân gì nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm đó chính là dũng khí của người tu tiên. Vì vậy bọn họ đối với tu vi của mình rất là tự tin, so với tu sĩ cùng cấp thì mình mạnh hơn vài phần. Những người này hầu hết đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng có khi cũng có một số kết đan kỳ tranh đấu ở đây. Mỗi khi có tu sĩ kết đan kỳ xuất hiện thì những người tu tiên cấp thấp lập tức bỏ chạy xa lãng tránh, do sợ bị mất mạng. Còn về những vị lão quái vật nguyên anh kỳ thì lại không thèm để ý tới những kẻ cấp thấp này. Cho nên Nam Lũng Hầu dẫn theo đoàn người Hàn Lập khi vào khu vực này đều không cần phòng bị. Toàn bộ khu vực hôn ác giã này nhìn khắp nơi đều như nhau cả, không khác nhau mấy. Trong khoảng đường một ngàn dặm đối với bọn người Nguyên Anh Kỳ Hàn Lập mà nói cũng chỉ cần nửa ngày là đi xuyên qua khỏi khu vực này, cho nên bọn họ cũng không cần vội mà vẫn giữ khoảng cách bình thường từ từ vượt qua. Nam Lũng Hầu và Bạch Sam lão giả đi trước dẫn đường, bọn người vương thiên cổ ba người thi đi đoạn hậu. Còn Hàn Lập và những người còn lại phân tán ra phi hành ở chính giữa. Trên đường đi bọn họ cũng phát hiện vài tên tu sĩ cấp thấp, nhưng mấy người bọn họ cũng không để ý gì tới, mà cứ vô thanh vô thức ở phía trên bọn họ phi hành bay đi. Không biết là chuyện gì xảy ra khi bọn họ phi hành phía trên vùng hoang dã được khoảng nửa canh giờ thì Bạch Sam lão giả dần đường phía trước bỗng nhiên dừng lại. "Vân huynh, xảy ra chuyện gì vậy?" Nam Lũng Hầu không khỏi lo lắng hỏi, do hắn cùng với Bạch Sam lão giả thay phiên nhau thả ra thần thức dò xét khắp bốn phía, cho nên mới có việc hỏi này. Phía trước hình như có một cơn gió rất mạnh thổi tới, mà nó có chút gì đó không bình thường, lão giả họ Vân hai mắt khép hờ, sắc mặt căng ra. "Gió lớn, là việc gì chứ?" Nơi này có chút gió, xem ra không phải bình thường." Nam Lũng Hầu có chút kỳ quái nói, nói xong liền đem thần thức của mình thả ra hướng tới phía xa xa tìm kiếm. Hắn cũng biết không phải tự nhiên mà Bạch Sam lão giả lại nói như vậy. Ở phía sau, Hàn Lập cùng lão phụ nhân và những người khác cũng nghe rõ hai người Nam Lũng Hầu nói chuyện, liền nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra cần phải chuẩn bị hành động rồi. Mặc dù bây giờ còn chưa chính thức tiến vào Mộ Lan Thảo Nguyên, nhưng phải cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt. Mấy người bọn họ đều là những người thần thức cường đại, nghe người khác nói cho biết không bằng không bằng tự mình dò xét một chút cho yên tâm. Vì vậy, bọn người Hàn Lập liền đưa thần thức hướng về phía trước thả ra dò xét. Trên mặt mấy người bọn họ liền lộ ra nét kinh nghi, thần sắc thay đổi không thôi. Cơn gió này có chút không bình thường, khẳng định là có vấn đề. Tuyệt đối không thể tự nhiên mà có ra cơn gió lớn như vậy sau khi lão phụ nhân đem thần thức thu lại, sắc mặt âm trầm nói. Chương 686, pháp sĩ cơ hiện cộng mắt điên thoai, Hàn Lập thần thức cảm giác được Hoàng Phong phô thiên cái địa bay đến, cuồng phong cao chừng hơn trăm trượng, những nơi nó đi qua cát bay đá chạy, bụi vàng cuồn cuộn như nhiệt long xuất thế, sát khí ầm ầm. Hắn trong lòng cả kinh, bất quá thần thức của hắn cường đại cơ hồ có thể so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, bởi vậy ở khoảng cách ngoài trăm dặm hắn vẫn có thể tra xét, khác hẳn đám tu sĩ khác. Trong cơ thể đại diễn quyết vận hành một lượt, thần thức ngưng tụ dò xét vào trong bão cát nhưng khi thần thức vừa tiến vào trong bão cắt thì lại cảm thấy mờ mịt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được hơn 10 trượng mà thôi. Hướng vào chỗ sâu bên trong tìm kiếm tình hình cũng đồng dạng, giống như sương mù bao phủ. Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên, tiếp theo lão phụ nhân có vẻ mặt mặt họ vưu cũng đem thần thức thu hồi nói. Không sai, đây chính là phong linh thuật của người mộ lan. Trước kia khi cùng ta đấu pháp đã thi triển loại linh thuật hồng trần vạn trượng này. Linh thuật này một khi thi triển ra, chẳng những có thể ngăn cản tu sĩ chúng ta dò xét mà trong đó còn có cuồng phong cắt vàng có tác dụng hộ thân vây địch kỳ hiệu, phi thường phiền toái. Bất quá, tình cảnh kinh người trước mắt như vậy ta cũng chưa bao giờ thấy qua, hình như là đem phạm vi linh thuật mở rộng gấp trăm lần ngàn lần, có chút cổ quái nam lũng hầu sắc mặt âm trầm đứng bên nói. Người mộ lan, mấy người khác nghe vậy, tất cả đều có chút biến sắc. Vương Thiền cùng Yến như yên sắc mặt lại càng tái nhợt, Bất quá hai người này ở đây có thân phận cùng tu vi thấp nhất nên tự nhiên không dám tùy ý ngắt lời. Nam Lũ huynh nói không sai, cũng chỉ có pháp sĩ linh thuật mới có thể làm cho bão cát trở nên kinh người như vậy. Hơn nữa xem uy lực mà nói không biết nên trong có ẩn tàng bao nhiêu pháp sĩ, có những người có cùng tu vi với chúng ta ở trong đó cũng không phải là chuyện không có khả năng Bạch Sam lão giả đồng dạng thận trọng nói. Điều này sao có thể? Người Mộ Lan đột nhiên xuất động nhiều pháp sĩ như vậy là muốn làm gì? Lão phụ nhân kinh nghi hỏi, thai phu nhân, chúng ta lần trước cùng người mộ lan đình chiến là chuyện khi nào vương thiên cổ đột nhiên sắc mặt cổ quái hỏi. Đại khái khoảng hơn trăm năm trước, sao, vương huynh có ý tứ gì lão phụ nhân nghe vậy, trên mặt chợt lộ ra vẻ có chút sở mộ. Trăm năm hơn thời gian cũng không sai biệt lắm, đủ có thể làm cho người mộ lan nghỉ ngơi dưỡng sức xong vương thiên cổ trên mặt lộ ra một tia châm chọc thản nhiên nói. Vương huynh nói không sai, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu cuộc chiến tranh mới không biết lại chết mất bao nhiêu người tu tiên, bất quá sao lại xảo ngộ như vậy, chúng ta lại đụng đầu với nhóm người mộ lan bị tiên phong nam lũng hầu thì thảo nói, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Những người khác nghe vậy, cũng hiểu được việc này thật sự cực kỳ trùng hợp. Trên thế gian này chuyện trùng hợp cũng nhiều, không nên quá kinh ngạc. Bất quá lúc này, chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi. Một là quay lại đường cũ, không cần ngạnh kháng đám người mộ lan tiên phong trước mắt. Sau này tìm thời cơ khác lại tới tìm bảo khố, dù sao bảo vật cũng không có chân chạy đi, sau này chúng ta hoàn toàn lại có cơ hội. Nhưng chuyện người Mộ Lan tiến công sẽ không chỉ mất mấy năm mà xong. Mà thế sự khó lường, sau này còn có thể khiến chư vị đạo hữu tụ tập cùng nhau nữa hay không cũng khó mà nói trước được Bạch Sam lão giả trầm giọng nói. Không cần phải nói, con đường thứ hai khẳng định là trực tiếp động thủ, từ trong phong trận đối phương xông qua. Bất quá, trận phong hiểm này cũng quá lớn, vạn nhất bên trong ẩn náu mấy lão quỷ lợi hại có cùng tu vi với chúng ta. Chúng ta rất khó thành công. Chẳng lẽ không thể nghĩ đến biện pháp tránh chạm mặt đối phương sao? Lão phụ nhân lắc đầu, không đồng ý nói, đi quanh quần sợ rằng không kịp, người Mộ Lan một khi khai chiến thì đâu chỉ có một đạo tiên phong thế này. Chúng ta cho dù đi quanh quần theo phương hướng khác thì sẽ vẫn không tránh được chuyện gặp phải người Mộ Lan. Bất quá chúng ta có thể trước tiên ẩn nặc thân hình một chút xem có thể từ bên cạnh đi qua hay không. Chỉ cần không đụng đầu trung tâm quân tiên phong, hẳn là không thành vấn đề mà chỉ cần qua được đội người mộ lan tiên phong thì chúng ta cũng có đủ thời gian tránh xa pháp sĩ chủ lực sau đó phóng tới mộ lan hư không thảo nguyên là có thể dễ dàng lấy được bảo khố rồi rời đi lão giả sau khi trầm ngâm một chút mới ngưng trọng nói nghe lão giả đề nghị những người khác thoáng thương lượng với nhau một chút cảm giác cũng chỉ còn có cách như thế dù sao ai cũng không muốn buông tha cơ hội trước mắt mà chờ mấy năm sau thì cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đương nhiên nguyên nhân cũng có phần là đám người nam lũng hầu đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nếu không thì dù có tâm lấy bảo vật thì bọn họ cũng chỉ có thể bụi bặm đầy mắt quay đầu mà về. Bất quá trước đó mấy người này cũng đều thả ra truyền tín phủ bay về mấy chỗ cửu quốc minh cứ điểm phía gần đây để cho cửu quốc minh sớm chuẩn bị sẵn sàng, không bị người mộ lan đánh lén không kịp ứng phó. Điều này cũng xem như bọn họ đã làm một chút nghĩa vụ với thiên nam tu sĩ. Sau đó chín ngừa bọn họ nhất loạt thu liếm công pháp hơi thở, ẩn nặc thân hình, bắt đầu hướng một bên lặng yên bỏ chạy, muốn tránh xa trung tâm bão cát mãnh liệt nhất, từ bên cạnh chuồn đi. Bởi vì sợ Vương Thiền hai người tu vi không đủ, cho nên Vương Thiên cổ cố ý khởi động một cái quang cháo thật lớn, đem hai người này bao bọc ở trong đó, sau đó không thèm nhìn Hàn Lập, dần dần biến mất bóng dáng. Bất quá Hàn Lập nhìn thấy cảnh này không khỏi khóe miệng lại ám ngậm một tia cười lạnh. Lấy thần thức hắn mà nói, hành thích đám người vương thiên cổ sao có thể có thể giấu được cảm ứng của hắn khoảng cách hơn trăm dặm trong nháy mắt tới ngay bụi hoàng trầm cùng bão cắt như phảng phất như yêu ma từ phía chân trời xa xa mơ hồ đè xuống cát vàng chưa tới nhưng một cổ thiên phong trụ liên tục gào thét mà đến cũng may bọn họ trước đó đã di chuyển lệch khỏi quỹ đạo phong trận mọi người đã di chuyển khá xa sang một bên chỉ có rất ít cổ phong trụ từ một bên xẹt qua căn bản không tạo được uy hiếp phong trụ này đường kính lớn cũng tầm vài chục trượng nhỏ cũng đến mấy trượng đủ để giấu mấy tên pháp sĩ bên trong Hàn Lập ẩn hình tại cự ly gần như thế dùng thần thức cảm ứng rất rõ ràng. Trong các phong trụ này mơ mơ hồ hồ có nhân ảnh thoáng động, xem ra đều có pháp sĩ ẩn nặc ở trong đó. Bất quá đám pháp sĩ này hiển nhiên cũng không có phát hiện đám người Hàn Lập nên ngự gió bay đi. Đám người Hàn Lập mắt lạnh nhìn chằm chằm, mọi người đồng dạng lặng yên vô thanh vô tức bỏ chạy về phía trước. Mắt thấy bọn hắn chuẩn bị tiến vào phía sau vùng cát vàng thì Nam Lũng Hầu đi đằng trước đột nhiên thần sắc biến đổi truyền âm cảnh cáo. Không ổn, cẩn thận bên cạnh, hàn lập nghe vậy xoay đầu nhìn kết quả sắc mặt cả kinh một đạo thô rộng ước trăm trượng mắt nhìn không thấy đỉnh phong trụ từ xa xa nhằm hướng mấy người bọn họ điên cuồng gào thét bay đến phong trụ lớn như vậy hẳn pháp sĩ làm phép bên trong không phải tầm thường chẳng lẽ đám người này đã phát hiện ra bọn họ hàn lập hít sâu một hơi thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể không khỏi thúc giục lên mặc dù đối với pháp sĩ đã sớm lâu nghe thấy đại danh nhưng hắn thật chưa có chính mắt nhìn thấy lần nào Bất quá tại tình thế trước mắt thì việc nhìn thấy thật sự không phải là chuyện gì cao hứng. Mấy người khác đồng dạng đề phòng nhìn chằm chằm cự phong trụ, có người thậm chí trên tay có ám quang lưu truyền, đã đem pháp bảo cầm ở trong tay. Nhưng cự phong trụ chỉ lướt qua bên cạnh mọi người dường như không phát giác chút nào. Điều này làm cho nam lũng hầu không khỏi thở phào một hơi. Chỉ khoảng khắc sau từ trên trời chợt giáng xuống khôn cùng sa vụ, đem mọi người bao phủ bên trong, bốn phía lập tức trở nên vô cùng ảm đạm khắp nơi đều là mờ mịt bụi vàng gây cho mọi người áp lực dị thường. Coi chừng một chút, bão cát này có chút cổ quái, thần thức không cách nào xuyên thấu quá xa, cũng không nên tẩu tán nam lũng hầu tỉnh táo hô. Mặc dù mọi người nếu muốn có thể phá màn xa vụ dễ dàng nhưng có thể làm bại lộ hành tích. Cũng may hoàng sắc bão cát đi qua rất nhanh, đám người Hàn Lập cũng chỉ có thể đem khoảng cách kéo gần chút, tiếp tục ẩn nặc thân hình, cẩn thận đi tới. Nhưng chỉ sau một lát công phu chừng một bữa cơm, hàn lập nhìn cảnh sắc bốn phía buồn bã đơn điệu thì đột nhiên trong lòng mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng đột nhiên toàn thân hàn lập khựng lại giữa không trung tựa hồ muốn độn quang điều này tự nhiên làm cho nam lũng hầu mấy người đều mẩn ra cũng kinh ngạc dừng lại hàn đạo hữu vì sao không đi lão phụ nhân nhướng mày có chút bất mãn hỏi mấy vị đạo hữu không có phát giác điều gì không ổn sao hàn lập mặt không chút thay đổi nói đạo hữu nói lời này là có ý tứ gì hán tử ngăm đen thân hình chợt lóe lên đã đến bên người Hàn Lập có chút kinh ngạc hỏi. Vương Thiên Cổ cùng Bạch Sam lão giả nghe vậy, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt lại cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Kỳ thật ta không nói, có đạo hữu cũng có thể nhận thấy được. Chúng ta ở trong khu vực báo cát bay lớn như vậy nhưng ngay cả một pháp sĩ cũng không có động tới. Điều này không lẽ tất cả các pháp sĩ đều tập trung đến trung tâm báo cát hay sao? Hơn nữa cảnh sát chung quanh cũng vẫn không thay đổi chút nào điều này đại biểu cho cái gì mấy vị đạo hữu cũng có thể biết hàn lập sắc mặt khó coi nói có người ở thi triển cấm chế ám toán chúng ta hán tử ngăm đen sau khi nghe xong đồng dạng sắc mặt hổ thẹn lẩm bẩm nói theo sau trong mắt tinh quang chấp động hướng bốn phía nhìn dò xét không ngừng hàn đạo hữu nói không sai ta cũng cảm giác được có chút cổ quái xem ra chúng ta đích xác bị đối phương phát hiện sau đó làm phép đối phó chúng ta xem ra không thể không đại chiến một hồi Nam lúng hầu sau khi im lặng một chút, gật đầu âm trầm nói: "Chương 687, đại thượng sư, cộng mắt điên thoai." Mấy người khác nghe vậy cũng không ai lộ vẻ bối rối. Mọi người đều rõ ràng, đám pháp sĩ này chỉ dám dùng cấm chế vây bọn họ, chứng tỏ nơi đây cao dài pháp sĩ đúng là không nhiều lắm. Nếu không đã sớm đánh thẳng đến rồi, bất quá bọn họ cũng không thể để bị vây lâu quá. Một khi viện quân của Mộ Lan Nhân chạy tới, thì có thể có phiền toái lớn. Vì vậy mấy người lão phụ nhân trên người xuất hiện đủ mọi màu sắc quang hoa chấp động, không hề che giấu nữa đều thi triển thần thông bắt đầu đánh vào cấm chế bốn phía. Hàn lập phiêu giật, tiện tay bắn ra ba đạo thanh mang đón gió cuồng trướng, trong nháy mắt hóa thành ba đạo thanh sắc kinh hồng hướng về cát vàng cách đó không xa. Tại nơi mọi người công kích bỗng nhiên xuất hiện một tầng nước gợn nhộn nhạo bàn ba động. Tiếp theo hoàng quang chấp động, cấm chế này giống như bạc chỉ bàn bị mọi người công kích dễ dàng bị xé rách nát bấy. Thấy vậy đắc thủ dễ dàng như vậy, mọi người có chút kinh ngạc ngẩn ra, Hàn Lập thấy cảnh này, nhưng lại sắc mặt không thay đổi lập tức hóa thành một đạo kinh hồng, từ lỗ hồng bay nhanh ra. Một người đều nghĩ cái cấm chế vội vã bố trí thì có thể có bao nhiêu uy lực nên bị bọn họ một kích phá nát cũng vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng thấy cử động dứt khoát của Hàn Lập, các lão quái khác sau khi sửng suốt một lúc thì cũng lập tức hiểu được, đồng dạng độn suốt theo sát. Sau khi rời khỏi đây, bên ngoài mặc dù đồng dạng cắt bay đầy trời nhưng rõ ràng không còn có cảm giác áp lực nằm trong cấm chế. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng thở nhẹ, thần thức hướng mọi nơi đảo qua muốn phân biệt rõ phương hướng để tiếp tục hành động. Nhưng đang lúc này, Hàn Lập thần sắc vừa động, hai mắt bỗng nhiên mở to nhìn chằm chằm một chỗ cát vàng đang phiêu phù ở không trung không nhúc nhích. Giờ phút này, trong đồng tử hắn mơ hồ có lam quang chấp động, có vẻ có chút yêu dị, trên mặt lạnh nhạt bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Hàn đạo hữu, người ở đây làm gì lúc này từ phía sau đuổi theo? nam lũng hầu nhìn thấy hàn lập bất động ngóng nhìn thì cũng kinh nghi đồng dạng dùng thần thức hướng tới phương hướng này liếc mắt một cái nhưng không phát hiện có gì khác thường không khỏi kỳ quái nói không có gì ta chỉ là đang cân nhắc chúng ta nên đi về hướng nào hàn lập quay đầu lại thần sắc như thường nói trong bão cắt quỷ quái này thần thức cũng không thể sử dụng nếu chỉ dựa vào mắt thường thì có thể nhìn ra được cái gì sao bản hầu có một kiện tinh bàn dị bảo đem ứng phó với tình hình này hoàn toàn thích hợp nam lũng hầu lộ ra vẻ không cho là đúng mà nói sau đó đưa tay hướng vào bên hông móc ra một kiện đạm hồng sắc ngọc bàn, mặt hình tròn. Nam lũng hầu một tay cầm bảo vật, một tay bắt quyết, tiếng niệm chú ngữ khó hiểu từ trong miệng phát ra. Năm ngón tay bắt quyết hé ra, từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo kim quang, chính là viên bàn trên mặt có các phù văn đang lưu động. Kim hồng lưỡng sắc dị quang từ trên viên bàn phóng lên. Hàn lập trong lòng vừa động tập trung nhìn bảo vật này. Kết quả chỉ thấy trên viên bàn kim tinh điểm điểm, xuất hiện ra một cái đồ án kỳ quái ám ngậm tinh thần nhật nguyệt thiên tượng, kỳ dị lạ thường. Hàn lập nhìn đến mức xuất thần còn bạch sam lão giả cũng tò mò mà tụ lại. Nam lũng hầu lúc này không nghe thấy không hỏi chỉ chuyên tâm nhìn nhìn viên bản đồ án, một lát sau bàn tay vừa lột, bảo vật trong tay biến mất nhưng trong miệng thì ngắn gọn nói. Theo bản hầu, nói xong lời này, nam lũng hầu hóa thành một đoàn kim quang, tà tà phi độn đi. Đám người lão phụ nhân, mặt lạnh tu sĩ không nói gì đi theo sau hiển nhiên đối với phán đoán của vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ này bọn họ có chút tin tưởng. Vương Thiên Cổ thì trên người hắc quang chấp động, lần nữa đem Vương Thiền cùng Yến Như Yên bao thành một khỏa độn quang đi theo. Bất quá khi đi ngang qua hàn lập vị quỷ linh môn trưởng lão này như có như không liếc nhìn hắn một cái, sau đó dường như không có việc gì từ bên người hàn lập đi qua. Hàn lập khẽ nhếch mép, tựa hồ như cười như không. Mơ hồ chứng kiến trong hắc quang vương thiền cúi đầu, không có dũng khí hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, Bộ dáng thành thật dị thường. Ngược lại thì vị đại mỹ như hiến như yên này con ngươi sóng mắt chấp động, bình tĩnh trên người Hàn Lập dừng lại một chút khẽ lúc lắc đầu. Hàn Lập mắt thấy mình tụt lại ở phía sau, nhưng không thèm để ý cười cười, trên người thanh quang chợt lóe muốn bay khỏi nơi này. Bất quá trước khi bay đi thần thức hắn nhìn lại phương hướng trước kia, trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái rồi đột nhiên cười lạnh hắc hắc phá không mà đi. Trong nháy mắt, thân hình Hàn Lập biến mất trong bão cát vô tung vô ảnh nơi này lập tức trở nên an tĩnh dị thường. Nhưng sau khi Hàn Lập bỏ đi một lát, chỗ ban đầu hắn nhìn bỗng phát ra hoàng mang chói mắt, một cái hắc hồ không có dấu hiệu chút nào đột nhiên ra mà từ đó bỏ ra một con yêu trùng. Yêu trùng này to lớn kinh người, dài ước 6 trượng, bề rộng chừng 4 trượng, thân thể hình viên cầu. Càng đáng sợ chính là yêu trùng đầu hình tam giác ngoại trừ mười mấy cái u màu và ngoài mắt thì còn có nhiều số rác dài mảnh cùng một đôi cực đại sắc bén răng nanh, phía trên hàn quang chấp động, lành lạnh dọa người trên lưng có bốn cái cánh màu bạc cực lớn nhẹ nhàng chấn động không thôi mà trên lưng yêu thú đáng sự như thế có ba gã chiều cao không đồng đều đang đứng trong đó một người có bạch quang trói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng một người toàn thân có một quang cháo bích lục vây quanh thân hình như có như không người cuối cùng toàn thân màu lam nhạt mang điện hồ khiêu động không thôi phảng phất như lôi thần hàng lâm đại thượng sư cứ như vậy thả bọn họ đi sao có vẻ không ổn gã cả người phát ra bạch quang phương hướng đám tu sĩ nhìn hàn lập biến mất mở miệng nói trong lòng mơ hồ ẩn giấu vẻ lo lắng hừ không thả bọn họ rời đi chỉ dựa vào một tòa ảo trận làm sao có thể vây khốn được sao không nên vọng động những người này đại bộ phận đều là tu sĩ nguyên anh kỳ đều là cùng cấp bậc với ta cho dù hai người yếu nhất cũng là tu sĩ kết đan hậu kỳ chỉ bằng vào một cái hoàng sa bộ chúng ta muốn lưu lại đối phương thì chỉ là si tâm vọng tưởng bóng người trong lục vụ sau khi hừ lệnh lạnh giọng nói tâm tình có vẻ không tốt lắm nhưng thiên phong bộ mục thượng sư đang ở nơi nào hắn tự mình đưa tin đến khiến cho chúng ta nghĩ hết mọi biện pháp vây khốn đội tu sĩ này bộ lạc tiên phong này đều là do hắn tạm thời chỉ huy mà mục thượng sư đã đi liên lạc mấy cái bộ lạc khác đại thượng sư không bằng chúng ta phát động trấn tộc thánh khí ma trần phiên thì cho dù không có khả năng làm thương nặng này vài tên tu sĩ nguyên anh nhưng là vây khốn đối phương nhất thời nửa khác thì có thể làm được bóng người trong bạch quang đề nghị Hồ Đồ, 36 can ma Trần Phiên đâu có thể tùy ý vận dụng. Lịch đại tổ tiên Hoàng Sa bộ chúng ta có huấn, không tới thời khắc diệt tộc Thánh Phiên này quyết không thể dễ dàng sử dụng. Huống hồ lấy thần thông của đám tu sĩ này cho dù thực sự có thể vây khốn được bọn họ nhất thời nửa khắc, nhưng vạn nhất lọt vào cắn trả, hư hao vài can mà nói, chúng ta phải ứng phó như thế nào? Không có chấn tộc thánh khí, chúng ta dựa vào cái gì yên ổn ngồi ở vị trí dẫn đầu liên quân 10 đại bộ tộc? Thậm chí ngược lại có thể bị các tiểu bộ tộc biết được thì có thể phát sinh nguy cơ diệt tộc cũng không phải không có khả năng bóng người trong lục vụ đột nhiên giận dữ, không chút khách khí khiển trách. Đệ tử lỗ máng, đa tạ đại thượng sư nhắc nhở. Pháp sĩ trong bạch quang mặt vã mồ hôi lạnh vội vàng tạ tội. Xem ra tại người mới vừa trở thành thượng sư không lâu, cũng không tính toán làm gì. Nhưng không được phép lặp lại, dù sao chúng ta cũng không phải không có động thủ, chỉ là những người này thần thông quá lợi hại căn bản vây không vay khốn được đối phương mà thôi vị đại thượng sư kia có ý kiến hay nếu hoàng sa bộ chúng ta xuất gia nhân lực vật lực giúp hắn vây địch đến lúc đó lưỡng bại câu thương hắn trở lại cùng những người khác lại đây chiếm tiện nghi công lao cùng chiến lợi phẩm hắn tự nhiên sẽ chiếm phần lớn nếu không thiên phong bộ đồng giảng cũng có chấn tộc bảo vật bọn họ vì sao không lấy ra chống địch ta nhìn hắn có chút tâm bất lương mượn cơ hội trả thù hoàng sa bộ chúng ta bóng người trong lục vụ đại thượng sư lạnh như băng nói hồ đối với mục thượng sư nó ấn tượng rất lớn. Vị mục thượng sư này sợ rằng thật sự là có chủ ý này. Dù sao hai bộ lạc chúng ta nguyên bản vốn không thế nào thực sự hòa thuận. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là liên quân, vừa lại không phải là chính thức trên dưới tương ứng, loại tổn hao thực lực thành toàn cho người khác này tự nhiên không cần thật sự đối đãi. Huống hồ, lấy thiên phong bộ pháp bảo ngự phong xa có tốc độ kinh khủng cũng chưa chắc không phải là không thể đuổi theo mấy người này. Hắc hắc, đến lúc đó người nào thắng người nào thật đúng là khó mà nói. Bất quá, chỉ cần bọn họ có thể đem những người này vây khốn khi quân chủ lực đến thì tự nhiên thành đại thắng bóng người trong điện hồ, mộ lan pháp sĩ, mở miệng tính táo phân tích. Ngự phong xa mặc dù tốc độ kinh người, nhưng nếu muốn tụ tập đủ nhân thủ mới xuất phát thì chỉ sợ là không kịp bóng người trong lục vụ đại thượng sư, cũng không đồng ý nói. Đuổi hay không đuổi đám tu sĩ này đối với chúng ta mà nói cũng không có quan hệ, dì lớn ta nghi hoặc chính là người đầu tiên phá trận đi ra hình như là phát hiện ra nơi tu di khổng trốn người này có chút cổ quái đầu tu di trùng này là một trong những thượng cổ kỳ trùng nổi danh mặc dù chiến lực không mạnh nhưng trời xanh thần thông có khả năng tạm thời xé mở không gian tạo thành một cái khe nhất là am hiểu khả năng ẩn náu hay là do đây là đầu ấu trùng nên khả năng xé mở không gian cùng thời gian cũng còn nhiều hạn chế nhưng hai gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ đối phương cũng không có phát hiện ra nơi tu di tồn tại trong khi đó một gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ lại cảm ứng được. Xem ra thanh niên này cũng không phải là người tầm thường, nếu không phải công pháp đặc thù bí thuật thì cũng có được bảo vật dò xét cực kỳ lợi hại. Vị tu sĩ đại thượng sư này trầm tư chốc lát rồi tự nói nhưng trên mặt vẫn lưu lại một tia kinh nghi. chương 688, Ngự Phong Sa, Hàn Lập đi theo phía sau bọn người Nam Lũng Hậu, cuối cùng bay ra khỏi đại phong trận hơn 10 dặm. Trong lúc này, một gã pháp sĩ hiện thân ngăn cản cũng không có, hiển nhiên là đã được người khác dặn dò, Điều này làm cho Hàn Lập nhớ ra, lúc phá cấm đi ra, trong lúc vội ý đã phát hiện tình huống dị thường. Lại nói, việc này thật sự là trùng hợp, lúc ấy bởi vì thần thức hắn không tài nào vượt qua bão cát tứ phía, bất đắc dĩ đành phải truyền linh lực vào trong đôi mắt, xem cho rõ ràng minh thanh linh mục kia thần thông ra sao. Dù sao hắn cũng đã dùng minh thanh linh thủy rửa mắt nhiều lần. Hiệu quả ra sao, hiện tại đã được thử qua một lần. Kết quả lớn ngoài dự kiến của hắn, thì ra sau bão cát, dưới ánh mắt đảo qua, dễ dàng phát hiện vấn đề. Điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng, bất quá sau đó hắn lại rất kinh ngạc, bởi vì cách đó không xa ở bên trong bão cát, hắn lại nhìn thấy một vòng tròn bên trong có một bóng đen bí ẩn, đường kính chừng hơn 10 trượng. Do hắn kinh ngạc nên linh lực trong mắt cũng mất đi. Bóng đen kia cũng biến mất không thấy, dùng mắt thường quan sát, vẫn chỉ là bão cát khắp nơi. Hàn lập dùng mình, lại dùng linh mục thần thông quan sát, bóng đen lại xuất hiện tại vị trí ấy, phảng phất chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lúc này đây, Hàn Lập lại gia tăng linh lực vào hai mắt, bóng đen dần dần chia ra rõ ràng, ẩn sau đó có mấy người chấp lên trong bóng đen. Từ lúc này trở đi dù rót thêm linh lực vào cũng chỉ có thể nhìn ra đến độ như thế. Xem ra đây đã là cực hạn thần thông của Minh Thanh Linh Mục. Nhưng lúc này Hàn Lập đã hiểu được, nơi đây có người thi triển thần thông, đang ẩn thân theo dõi bọn họ. Tuy nhiên không biết đây là ai mà có pháp lực kinh người như vậy, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không sánh được, không thể nào ngờ ở nơi đây có thể xuất hiện pháp sĩ. Xem ra đối phương cũng biết bọn họ lực lượng rất lớn, nên không muốn hiện thân đối đầu, chỉ lạnh lùng một bên giám thị. Kể từ đó, Hàn Lập cũng không muốn làm lộ sự tồn tại của bọn họ. Mà ra vẻ chẳng biết gì cả liền rời đi, hắn nghĩ những người này cũng không có can đảm xuất hiện ngăn cản. Vừa rời khỏi hoàng sa phong trận, bọn người Hàn Lập lập tức độn quang, mấy người hóa thành những lốc xoáy màu hồng, dùng tốc độ cao nhớ phá không bay đi. Phải biết, tuy thỉnh thoảng mới có pháp sĩ tiên phong nhưng không bao lâu sau đó pháp sĩ chủ lực sẽ đến nếu trong khoảng thời gian ngắn này còn chưa thoát ra khỏi vùng đất hoang dã này thì tánh mạng thật sự đáng lo ngại không kể pháp sĩ trong đại quân là tu sĩ cấp cao nhằm bọn họ mà ra tay còn vô số pháp sĩ thì chặn lấy thì bọn họ cũng không thể chạy thoát được cho nên bọn người nam lũng hậu không nói một lời chỉ buồn bực tăng tốc bay đi lấy tu vi thâm hậu của bọn họ tiếp tục tăng tốc chỉ sau gần nửa ngày đã nhìn thấy một vùng đất màu xanh biếc xuất hiện xa xa. Tốt, cuối cùng có thể thở ra một hơi, xem ra lúc này đây đã không còn nguy hiểm nữa ở phía trước dẫn đường Nam Lũng Hậu nhìn ra tình hình, liền thở ra một hơi dài, liền mỉm cười, đồng thời giảm bớt tốc độ. Tiêu hao lượng lớn pháp lực trong thời gian dài như thế, cho dù hắn cũng có chút khó chịu cũng phỏng theo người khác mà giảm lại tốc độ chạy trốn. Được rồi, đến đây rồi thì không còn chuyện gì nữa. Lúc này bọn người mộ lan dù có hối hận, cũng không thể nào đuổi theo chúng ta được người có khuôn mặt ngăm đen thoải mái nói, hiển nhiên cho rằng lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm. Không thể khinh thường, Pháp sĩ có rất nhiều nhân vật lợi hại, có pháp lực mạnh cũng không phải khó tin. Ôi, lão giả áo trắng nói lớn một tiếng, ngay sau đó nghi hoặc nhìn về phía sau. Hàn lập thấy vậy trong lòng vừa động, đang lúc muốn mở miệng nói gì đó, thì từ phía sau, ẩn ẩn truyền đến âm thanh chói tai rất lớn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, âm thanh kia dị này tăng thêm 3 phần. Lần này, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, đồng loạt quay lại phía sau. Chỉ thấy ở chân trời xa xa xuất hiện một chớp bạch quang. Một vầng sáng không lớn lắm hiện ra, làm cho người ta há mồm trợn mắt chính là tốc độ, bay tới chỗ này cực nhanh. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta cảm thấy không thể tin được. Không tốt, đây là pháp sĩ ngự phong xa, bên trong khẳng định là pháp sĩ cùng đẳng cấp với chúng ta, nếu không tuyệt không dám đuổi theo lão già áo trắng liền nhận ra vật đang bay tới, thần sắc lộ chút kinh sợ bên trong có 5 tên pháp sĩ, đều có nguyên anh kỳ như chúng ta. Xem ra bọn họ không phải muốn đánh bại chúng ta, mà là muốn cầm chân, kéo dài thời gian để chờ viện binh tới vương thiên cổ sau khi dùng thần thức quan sát, khuôn trầm xuống giải thích. Không thể cùng bọn họ quần đấu, đối phương có 5 tên pháp sĩ, không thể trong thời gian ngắn đánh bại. Hơn nữa nếu động thủ thì không cách nào thoát thân, hay là chúng ta tách nhau ra, đều tự thi triển thần thông một mình hành sự. Đây có mấy ngọc giản, một người một cái, bên trong ghi nhớ địa điểm kế tiếp. Sau khi tách ra ba ngày, chúng ta lại tập hợp ở chỗ này Nam Lũng Hầu sau khi nói xong mấy lời này, lập tức vứt ra mấy khối ngọc giản giống nhau như đúc, ném cho mỗi người một khối. Sau một lúc trì hoãn, đã có thể thấy rõ ràng ngự phong xa ở đằng xa. Chư vị đạo hiếu, tự bảo vệ bản thân, ba ngày sau gặp lại Nam Lũng Hầu cũng không hề trì hoãn, kim quang toàn thân tỏa ra, bắn đi về phía trước. Lão già áo trắng thì khuôn mặt trầm xuống liền hóa thành một đạo bạch hồng, chạy một hướng khác với của Nam Lũng Hầu. Sau khi tất cả tiếp nhận Ngọc Giản, cũng không ai trách cứ gì, đều vội vã dùng bí thuật chạy đi tứ phía. Hán tử mặt đen cả người toát ra hoàng linh hỏa lãnh đạm cao vài thước, toàn thân hạ xuống phía dưới, liền trước tiếp chui vào bên trong lòng đất không còn bóng dáng, đã thi triển độn thổ thuật để chạy trốn. Lão phụ nhân thì trong tay chấp động ngân quang, một con bạch hạc liền xuất hiện trong tay lão. Sau khi thổi một ngụm linh khí, một con bạch vũ linh hạc bị mây trắng bao quanh xuất hiện trước mắt, lão phụ nhân liền bay lên người bạch hạc bạch hạc sau khi kêu lên một tiếng dài một người một hạc đã bay xa hơn cả trăm trượng còn tên tu sĩ mặt lạnh họ vưu thì quanh thân phát ra ngân quang hai tay sau khi bắt quyết chẳng biết cùng bảo vật gì hợp lại thành một lại hóa thành một giáo long màu bạc hướng không trung bay đi chui vào trong đám mây không rõ nhân ảnh vương thiên cổ cùng vương thiên yên như yên ba người chẳng biết sử dụng bí thuật quỷ linh môn gì đang hóa thành một đạo hắc mang to lớn liên tiếp bay lên không trung mà trốn trong nháy mắt ngắn ngủi, ba người đã hóa thành một điểm đen. Tốc độ chạy trốn cực nhanh, biến mất vô tung. Động tác của Hàn Lập cũng không hề chậm, cơ hồ từ khi mới nhận ngọc giản thì hồng quang đồng thời xuất hiện, một chiếc áo choàng màu đỏ đậm bỗng xuất hiện ở trên người. Sau khi hắn chọn phương hướng, liền không chút trần chờ truyền lượng lớn linh lực nhập vào trong chiếc áo choàng. Tiếng vù vù phát ra từ trên chiếc áo choàng, xích quang phóng ra, Hàn Lập hóa thành huyết quang bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh, không hề chậm hơn so với người khác bao nhiêu thậm chí hắn còn có chút nhàn hạ, quay lại liếc mắt nhìn ngự phong xa đang đuổi theo đằng sau. Dù vẫn còn cách xa hoàn khá xa, nhưng với thần thức cường đại của Hàn Lập trong trước mắt liền nhìn ra mọi việc. Bảo vật này hình tượng thật là quái dị, chỉnh thể phảng phất một lượng tứ phương trắng tinh thú xa, chỉ là phía trước không có linh thú kéo, cũng không có bánh xe. Mà ở bên trái phải của chiếc xe, đều vươn lên một mục xí màu đỏ đậm chừng bấy tám trượng, trên mặt có phủ văn di động, đang có ngũ sắc lưu động không ngừng hàn lập lại dùng hai mắt nhìn kỹ lúc này mới kinh ngạc phát hiện ngự phong xa phần thân nhẫn nhụi trắng tinh chẳng biết do xương thú nào luyện chế thành mà lại ẩn chứa một cổ sát khí hung bạo bởi vì có bạch quang ngăn cản hàn lập chỉ có thể quan sát đại khái hình dáng mấy người ngồi trong xe hơn nữa bởi vì chưa bao giờ cùng pháp sĩ giao thủ hàn lập không có đủ dũng khí dùng thần thức thăm dò bên trong ngự phong xa mà quay đầu dụng huyết sắc phi phong bay đi hướng phái nam mộ lan thảo nguyên lập tức bỏ chạy sau một thời gian ngắn, Hàn Lập và chín ngựa kia đã bay xa đến hơn 10 dặm. Ngựa phong xa kia đuổi tới nơi đám người Hàn Lập vừa chia tay, Hàn Lập không tự chủ được quay đầu nhìn lại chiếc xe. Kết quả là ngựa phong xa bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo bạch mang chấp động vài cái, bốn bóng người trước sau xuất hiện. Ba nam một nữ, tiếp theo bốn pháp sĩ tụ lại một chỗ, sau vài câu thương lượng, cả bốn liền chia ra bốn hướng đuổi theo bọn nam lũng hậu. Phương hướng của Hàn Lập lại không hề có ai đuổi theo. Hàn Lập thấy vậy trong lòng vui vẻ, vừa định thở dài một hơi, thì lại nghĩ ra, bỗng nhiên thầm kêu một tiếng, không ổn. Cơ hồ cùng lúc đó, ngựa phong xa đang dừng lại quay mạnh vài cái, liền hướng Hàn Lập bay đến. Âm thanh xé gió thật kinh người tựa ma âm chui vào đầu óc, làm huyết quang hiện lên trong sắc mặt Hàn Lập, sắc mặt lập tức rất khó coi. Nhưng sau khi Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, quanh thân hào quang kịch liệt trói mắt. Hàn Lập lập tức tăng tốc lên ba phần, huyết sắc phi phong cũng bắt đầu phái ra âm thanh vù vù hai người hai ánh sáng, huyết quang phía trước, bạch quang ở phía sau, sau khi hai người cách xa nhau hơn 10 dặm, bắt đầu một chạy một đuổi. Pháp sĩ ngự phong xa kia có tốc độ kinh người, nhưng huyết sắc phi phong trên người Hàn Lập cũng không kém là bao. Hai người lại thành cục diện rằng co, trong lúc nhất thời không thể tiếp cận. Một lát sau, bọn họ một trước một sau bay vào bên trong thảo nguyên, không bao lâu sau hai luồng sáng liền mất dạng vô ảnh vô tung trên bầu trời thảo nguyên, truy đuổi đến nơi thâm sâu trong thảo nguyên chương 689, Sơ Thí Thần Thông, Hàn Lập cùng ngự phong xa phi độn với tốc độ kinh người, chỉ một lát công phu đã xâm nhập mộ lan thảo nguyên cách trăm dặm. Hàn Lập một mặt lấy huyết sắc phi phong, huyết quang bao quanh nhanh chóng phi đột, một mặt thần thức quét đến trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ đã đem áo choàng xuất ra uy lực lớn nhất nhưng không ngờ vẫn không thể cắt đuôi phong xa. Trách không được lão giả tu vi nguyên anh trung kỳ vừa đuổi theo, sắc mặt cũng biến sắc. Ngự phong xa này đúng là một kiện đỉnh cấp phi hành dị bảo. Trừ phi thi triển lôi độn thuật hoặc là huyết ảnh đột, nếu không thì không cách nào thoát khỏi đối phương. Bất quá hàn lập mới tu thành Nguyên Anh, còn chưa có cùng tu sĩ đồng cấp giao thủ, mặc dù hắn đối với pháp bảo của mình tự tin nhưng đối với thực lực Nguyên Anh kỳ chính mình mạnh yếu hắn cũng không rõ. Dù sao tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dễ dàng tỉ thí. Chính là hắn gia nhập Lạc Vân Tông vài năm, cùng với hai vị Lạc Vân Tông trưởng lão chỉ nói chuyện tu luyện nhưng chưa bao giờ thử qua. Lúc còn ở Điền Tiên Thành, nam lũng hầu cũng chỉ dùng thần thức cùng hắn luận bàn căn bản không có suất hê thực lực trước mắt xem ra vị pháp sĩ trên ngự phong sa đang ở phía sau là một đối thủ tốt hơn nữa hắn đối với linh thuật thần thông cũng cảm thấy hứng thú nếu ra tay có thể đánh lui thậm chí giết đối phương đương nhiên tốt nhất nếu không được thì triển phong lôi xí chạy thoát cũng là chuyện dễ dàng cùng đối phương giao thủ cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu nếu không hắn sợ sẽ có phát sinh huống chi bây giờ đang ở mộ lan thảo nguyên càng không thể ham chiến Hàn lập trong lòng nhanh chóng tính kê, lúc này huyết quang chợt hiện vài cái lập tức ảm đạm, thanh quang bùng phát. Đồng thời khi hắn dừng lại, một thân quang ảnh đã xuất hiện ngay đằng đằng sau, hàn lập quay đầu đối diện với hắn. Lạnh lùng liếc mắt nhìn bạch quang đuổi đến, hàn lập phung tay áo hơn chục kiếm quang màu xanh từ trong bay ra, trước mặt xuất ra tầng tầng kiếm trận, khí thế kinh người. Chính mình cùng tu sĩ Nguyên Anh khác lần đầu giao đấu, hàn lập tự nhiên sẽ không khinh thường, ngoại trừ 72 phi kiếm thanh trúc phong vân kiếm xuất hiện, hắn lại vỗ vào túi linh thú bên hông tam sắc vệ kim trùng hóa thành một đám trùng vân dập dập ngay không trung nhưng theo chú ngữ trong miệng hàn lập phát ra tất cả phi trùng xoay quanh một lúc rồi trực tiếp hạ xuống hàn lập trong mắt tinh quang chấp động hai tay giương lên hai đạo pháp quyết đánh tới đám phi trùng nhất thời thanh quang bọc lấy đoàn trùng vân rồi phủ lên người hàn lập nhưng một lát sau tam sắc trùng hiện thành giáp trùng trên người hàn lập trong suốt cổ phát thanh quang lóe lên nhàn nhạt, nhạt nói đến cũng khéo hàn lập vừa dừng lại phía sau ngự phong xa cũng vừa truy đuổi tới, tu sĩ trong xe vừa chứng kiến một màn kinh người, khi thấy trùng giáp hình thành. Tuy nhiên phong xa đuổi theo cũng không kiêng kỵ, tốc độ giảm lại cách hàn lập khoảng trăm trượng rồi dừng lại. Hàn lập mặt không đổi sắc, liếc nhìn một cái, nhân cơ hội này hai tay vừa lột, một tay xuất ra hoa lam, một tay xuất ra tiểu trung. Sau đó liền đem tiểu trung ném tới, ngân quang chấp động tiểu trung đón gió lớn lên, trong phút chốc hóa thành cự đại, hướng phía đối diện vào tới. Cùng lúc, Hàn lập tâm niệm vừa động trước mặt 72 phi kiếm lóe lên, lấy một hóa ba liền hóa thành hơn 200 thanh sắc kiếm quang. Sau đó Hàn lập hô, đi, thanh âm vừa xuất, tất cả kiếm quang chấp động cùng nhau hóa thành một trận sóng lớn theo sát ngân trung hướng phía đối diện cuồn cuộn lao đi, với ý đồ rõ ràng muốn xé ngự phong xa thành mảnh nhỏ. Lúc này ngân trung bắt đầu khai triển thần uy, vừa bay đến trên xe liền quay tròn, một tiếng chuông truyền ra, mắt thường có thể thấy từng đợt sóng màu bạc lấy cự trung làm trung tâm tràn tới ngự phong xa. Nếu pháp sĩ trong xe không có đề phòng thì Hàn Lập tin tưởng một kích này cũng làm đối phương ăn đau khổ không ít. Mặc dù tiểu trung này là cổ bảo, trước sau không có gì thay đổi nhưng theo tu vi của Hàn Lập tăng tiến thì uy lực ngày càng tăng lên. Một khi đã xuất thì uy lực so với lúc còn kết đan kỳ không thể sánh bằng. Tuy nhiên tu sĩ trong xe cũng không có trực tiếp đón đỡ. Chỉ thấy ngự phong xa vừa động liền cách xa hơn 10 trượng, vừa lúc thoát ra chỗ sóng âm bao phủ. Tiếp theo trên xe bạch quang đại phóng, bỗng nhiên một bóng người từ trong bạch quang bay ra lơ lửng trên xe. Kiếm quang lúc này cũng nhanh chóng bắn tới, người trên xe thấy vậy cũng không hoang mang, một quyền dơ lên. Bất chợt một tầng lam quang xuất hiện trên đỉnh đầu cách mấy trượng vừa lúc kiếm quang đánh tới, trong nháy mắt âm thanh bạo liệt phát ra. Mặc dù quang mạc chấp lên không ngừng, nhưng trong thời gian ngắn cũng bình yên vô sự. Ở phía xa hai mắt hàn lập thấy cảnh này sắc mặt khẽ biến. Lúc này tu sĩ kia trong miệng niệm chú, một đạo lam ti tầm trong miệng xuất ra trong nháy mắt hóa thành cự mãng hung hăng hướng thanh hồng kiếm quang đánh tới. Nhất thời thanh lam lưỡng sắc quấn vào nhau, thỉnh thoảng âm thanh ầm ầm truyền ra. Giờ phút này tên tu sĩ mới phất tay, một đạo pháp quyết bay đến phía trên ngự phong xa. Chiếc xe nhanh chóng thu nhỏ lại, tự động bay vào trong tay tu sĩ kia, hắn thong rong cất vào túi chữ vật. Sau đó người này nâng tay lên, rồi nhìn về phía hàn lập, lộ ra khuôn mặt âm trầm khô gầy. Hàn lập ánh mắt co lại, Tu sĩ này dung mạo khoảng 60 tuổi, trên mặt hai má có một ít hình xăm màu xanh cổ quái. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc không phải là mấy cái đó, mà là trên người đối phương linh khí ba động kinh người, đúng là một kẻ nguyên anh sơ kỳ đỉnh cấp sắp đột phá nguyên anh trung kỳ, trách không đờ si có thể dễ dàng đỡ hai kích của mình. Mà Hàn Lập cũng thấy rõ, tầng lam quang đối phương không phải chống rỗng thi triển ra, mà là một quyền xuất ra những hạt châu lớn bằng nắm tay. Về phần cự mãng màu lam kia, thần thức hắn đảo qua vẫn không thấy là vật gì thật sự là do linh lực tạo thành điều này càng làm cho hàn lập thêm ba phần kiêng kỵ hàn lập sắc mặt đầy vẻ băng hàn tay kia xuất ra hoa lam cổ bảo bạch quang bắt đầu chấp động tùy theo hắn mà tế xuất dừng tay các hạ tuy pháp thuật không thấp nhưng lại quá gấp tại hạ chưa mở miệng nói chuyện sao đạo hữu một lời không nói lại công kích lão giả vừa thấy hàn lập cử động sắc mặt ngưng trọng quát tu sĩ cùng pháp sĩ còn cái gì để nói hàn lập nhướng mày lạnh lùng nói bất quá hắn cũng điều khiến ngân chung Khiến cho cổ bảo đình chỉ công kích, đứng bất động trên không, hoa lam trên tay linh quang cũng thu lại. Hắn muốn nghe xem vị pháp sĩ kia muốn nói cái gì. Nói như vậy cũng không sai, nhưng tu vi đến cảnh giới này có khi không cần nhất định ngươi sống ta chết, chỉ cần đạo hữu trả lời có thể làm mục mỗ hài lòng, bổn thượng sư có thể chừa cho đạo hữu một đường sống. Lão già cười hắc hắc, Lơ Đỉnh nói: "Trả lời, ta không có gì để nói với các hạ." Chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút Hàn Lập nhìn thẳng lão giả cười nói, trên miệng lộ vẻ châm chọc. Đối phương muốn hỏi cái gì, hắn không cần nghỉ cũng đoán đờ si tám chín phần. Nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất hiện tại đây cho dù người nào thấy trong tâm đều kinh nghi. Xem ra đạo hữu lại cử tuyệt ý tốt của tại hạ mục lão giả nghe Hàn Lập nói vậy, sắc mặt có chút âm trầm. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên phi trùng trên cao phía trước rung nhẹ một cái. Vốn thanh sắc kiếm quang đầy trời, lúc này bỗng hợp lại thành một cự kiếm lớn tầm hai ba mươi trượng. Dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, quái mãng màu lam nhanh chóng bị chém đoạt, thuận thế cự kiếm không khách khí chém thẳng vào lão giả họ mục, quyết đánh hắn thành cho bụi. Thấy cảnh này, mục lão giả trên mặt hiện ra một tia dữ tợn, không nói nhiều, xuất ra một quả hạt châu to bằng nắm tay. Rồi sau đó há miệng phun lên đại châu một đoàn tinh khí. Lam quang của bảo châu lóe ra, nhanh chóng bay lên trên, từng đạo lam sắc tế ti theo viên châu bay ra, trong nháy mắt xuất hiện một tấm lưới màu lam sắc. Cùng lúc đó lão giả trong miệng niệm chú, hai tay bắt pháp quyết, trên người linh quang màu lam phóng lên cao hình thành một đoàn lam quang lơ lửng trên đầu. Cự kiếm đã chém xuống cùng quang võng kia kịch liệt va chạm. Không ngoài suy tính của Hàn Lập, hơn 200 kiếm quang ngưng kết thành cự kiếm vậy mà quang võng này có thể dễ dàng chống đỡ. Kết quả một âm thanh lớn vang lên, chương 690, băng tinh cùng hắc phong, nhưng nhìn thấy cảnh này có chút ngoài tưởng tượng của Hàn Lập cự kiếm vừa tiếp xúc ti võng lập tức ti võng này lam quang lóe hiện ra một võng tuyến rắn chắc vô cùng cự kiếm chém vài cái quang võng nhưng không có phá được ngược lại còn bị vật ấy thao túng càng lúc bị nó vây lấy tuy nhiên không quang võng này khắc chế nhưng nhất thời khó có thể mà thoát ra hàn lập nhướng mày đang muốn làm phép thì phía đối diện lão giả lại động thủ trước nét mặt lóe lên vẻ âm hàn hai tay nhanh chóng kết xuất các loại thủ ấn kỳ quái nhất thời từng đạo pháp quyết đủ màu sắc từ hai tay nhanh chóng bắn ra toàn bộ đánh vào bên trong đoàn linh quang trên đầu. Tức thì lam sắc linh quang bắt đầu co rút, theo tiếng chú ngữ khó hiểu kia mà biến hình, trong nháy mắt bạo liệt vỡ ra. Vô số băng tinh khoảng cỡ nắm tay xuất hiện xung quanh lão giả, lam quang lập lòe trải rộng hơn 10 trường. Lão giả trong mắt hiện hiện lên vẻ tàn khốc, hai tay đột nhiên mở rộng chỉ vào hàn lập, trên miệng lạnh lùng hô đi. Nhất thời toàn bộ băng tinh đầy trời giống như cung đã dương lên, tất cả theo theo tiếng hô của lão giả mà bạo phát một làn lam quang dày đắc nhất thời đem toàn bộ vị trí của hàn lập bao vây trong đó thoạt nhìn thanh thế thật dọa người đây là linh thuật hàn lập dùng mình mặt lộ vẻ kinh ngạc bất quá hai tay cũng không có dừng lại một mặt xuất ra hoa lam cổ bảo mặt khác vỗ vào túi linh thú bên hông một đàn tam sắc vệ kim trùng bay ra bao phủ hàn lập vào trong bất quá lần này vệ kim trùng không có ngưng tụ thành vật gì mà trực tiếp điên cuồng bay xung quanh hình thành một cái trùng cháo phía trong thân hình hàn lập nhìn không rõ có chút mơ hồ Hoa lam cổ bảo sau khi rời khỏi tay hóa thành một đạo bạch khí, hướng phía băng tinh đầy trời lao đến. Kết quả toàn bộ băng tinh bị bạch khí này thu nhỏ lại rồi hút vào bên trong. Vừa thấy màn này, các băng tinh còn lại phảng phất như thông linh phân ra hai bên bắn tới trùng cháo trước người hàn lập. Phốc phốc âm thanh vang lên không ngừng, lang hình băng tinh bị trùng cháo cản lại, băng tinh tuy bị khựng lại nhưng đã phá rách một lỗ trên trùng cháo, nhưng trùng cháo sau đó hồi phục nguyên dạng, che giả măng mọc, lớp lớp không dừng, bên trong vô thanh vô tức dường như xem như không có chuyện gì xảy ra lão giả thấy cảnh này nhất thời kinh ngạc chiêu băng tinh thuật này nhìn giống như băng vũ thuật của tu sĩ ngũ hành nhưng số lượng nhiều hơn một chút nhưng trên thực tế toàn bộ băng lăng này đều là hắn tự mình tu luyện thành huyền tinh hàn khí chẳng những sắc bén hơn nữa kỳ hàn vô cùng đừng nói đến thân thể của tu sĩ mà ngay cả hộ thân pháp bảo cũng chỉ có thể tạm thời ngạnh kháng mà thôi nhưng cũng một lát là bị đóng băng lại rồi bị nghiền nát nhưng hôm nay băng tinh bắn ra như giọt nước rơi vào đại dương làm cho lão giả không khỏi kinh ngạc. Lão giả trần trừ một chút đang muốn đem thần thức giò xét trùng cháo kia bỗng nhiên trên đầu vang lên một tiếng nổ. Hắn chỉ cảm thấy hai tai ong ong có tiếng vang lên, sau đó trước mặt tối sầm, không kịp đề phòng xém chút nữa từ trên rơi xuống. Mục lão giả hoảng sợ, vội vàng huy động hai tay vung lên, trên người bỗng xuất hiện một tầng bạch quang bảo hộ. Lúc này thân hình hắn mới trầm ổn, nâng tay nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, cự trung màu bạc chẳng biết đã đến khi nào, âm thanh vừa rồi đúng là từ đây phát ra. Lúc này ngân quang cự trung lóe ra, tiếng nổ thứ hai phát ra nhưng không nhằm vào lão giả mà thả ra một cơn lốc âm ba nhắm hướng lam sắc cự võng đang giữ chặt thanh sắc cự kiếm. Không ổn lão giả dùng mình lập tức tỉnh ngộ, vội vàng muốn làm phép ngăn cản nhưng rõ ràng đã chậm một bước. Kết quả lam sắc tì võng bị ngân sắc âm ba đánh trúng, cự kiếm thoát khỏi sự kiềm giữ, không khách khí một lần nữa hướng lão giả điên cuồng chém xuống kiếm phong chưa tới nhưng uy lực đã đánh tới. Mặc dù trên người lão giả còn một tầng hộ cháo bảo vệ nhưng cũng không dám trực tiếp đón đỡ cự kiếm, sắc mặt tái lại, thân hình chấp động đã cách xa hơn 10 trượng vừa lúc tránh được một kích bổ tới. Sau đó hắn không dám dừng lại, chỉ vào viên châu trên không chụp một cái, pháp bảo này bay đến trên đỉnh đầu, trong miệng phun ra một tia linh khí, pháp bảo một lần nữa xuất ra quang mạc bảo vệ hắn. Sau đó sắc mặt lão giả lập tức ngưng trọng, đưa mắt nhìn về phía đối diện. Mặt hắn biến sắc, nhẹ nhạt hẳn đi, mà trùng cháo đối diện đã tản ra một lần nữa hóa thành một đám mây trùng phiêu phù trên đầu Hàn Lập. Mà Hàn Lập đang cầm một vài viên đá màu xanh ánh sáng nhàn nhạt trong tay. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đối phương lạnh như băng làm cho lão giả dùng mình, nhưng sau đó xoay chuyển ánh mắt không nhìn về phía Hàn Lập mà nhìn chầm trầm vào Hoa Lam cổ bảo trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Băng Hoa dưới ánh sáng mặt trời long lanh trong suốt, xinh đẹp dị thường. Nhưng lão giả không quan tâm chuyện này. Hắn để ý cho dù Hoa Lam cổ bảo cách xa Hàn Lập như thế nhưng vẫn cảm ứng băng hàn linh lực kinh người mặc dù có chút lạ lẫm làm cho lão giả kinh sợ. Điều này làm cho lão giả, một kẻ tu luyện băng thuộc tính hơn trăm năm âm thầm lo sợ trong lòng. Trong phút chốc lão giả nhếch miệng, sắc mặt khó coi mở miệng nói: "Bổn thượng sư vừa phát ra linh thuật, chính là bị đạo hữu dùng vật ấy phá vỡ. Đây là bảo vật gì? Đạo hữu có thể nói đến một chút." Hàn Lập vừa nghe nói, cười nhẹ trả lời, "Bảo vật" Tạm thời xem như vậy, về phần đây là vật gì nếu các hạ đồng ý đem linh thuật lúc nãy nói ra tại hạ có thể tiết lộ một chút Hàn Lập sau khi cười lạnh nhạt nói. Như thế nào, các hạ thân là tu sĩ cũng đối với linh thuật pháp sĩ chúng ta cảm thấy hứng thú. Chuyện này có chút ý tứ nét khiếp sợ trên mặt lão giả dần lui đi, một lần nữa khôi phục vẻ âm lãnh. Nhưng đôi mắt Hàn Lập vẫn nhìn thẳng, mơ hồ nhìn ra đối phương kiêng kỵ chính là hoa lam cổ bảo trong tay mình, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, bộ dáng cũng chẳng muốn trả lời lão giả thấy vẻ mặt hàn lập trong lòng liền nổi giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ vào túi chữ vật bên hông, sau khi hắc quang chấp động bỗng nhiên xuất hiện một vật. Trong bóng tối đúng là một tòa tiểu sơn xinh đẹp, hàn lập đứng yên đang cẩn thận đánh giá vật ấy thì lão giả đã niệm chú, sau đó đem tòa tiểu sơn hướng phía trên ném đi, nhất thời hắc quang lưu chuyển, điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt đã gần 10 trượng nhưng vẫn tiếp tục hóa lớn. Hàn lập thấy cảnh này không khỏi hít một hơi hắn không cần phải suy nghĩ hướng thanh quang cửa kiếm chỉ một cái cửa kiếm sau khi ngâm lên một tiếng liền hóa thành một đạo thanh hồng trực tiếp bắn tới đỉnh tòa tiểu sơn trên không hung hăng chém xuống âm một tiếng nổ lớn phát ra đá vụn bay đầy trời quang mang đại phóng hắc mang và thanh quang va chạm cùng nhau hàn lập ánh mắt nheo lại liếc nhìn một cái tòa hắc phong trên đỉnh bị hắn một kiếm chém ra vết cắt dài bảy tám trược sâu không thấy đáy nhưng muốn chém làm đôi thì rõ ràng không đủ nhưng ngay lúc hắn đang nhìn mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi nhanh chóng, kiếm thứ hai chưa chém tới đã phục hồi hơn phân nữa. Ngay lúc này, ngọn núi đen đã tăng khích thước lên trăm trượng không còn là một ngọn đồi nữa, cho dù hàn lập to gan, thấy tòa hắc sơn nguy nga đứng vững trước mặt ánh mắt cũng không khỏi kinh hoàng, thoạt nhìn sắc mặt có chút khó khăn. Không cần nghỉ hắn cũng biết nếu bị ngọn núi này đánh trúng thì trùng cháo cũng không thể ngăn cản được, nhất định sẽ bị nát bấy. Lúc này cử kiếm của Hàn Lập chém vài cái lên ngọn núi nhưng căn bản chẳng làm nên chuyện gì, lão giả âm thầm cười, giơ tay chỉ vào ngọn núi một cái. Vù một tiếng, tòa đại sơn bỗng nhiên xuất hiện trên đầu Hàn Lập, tiếp theo hung hăng nện xuống. Hàn Lập thất kinh, không nghĩ ngọn núi khổng lồ lại đến nhanh như vậy. Sau lưng hắn một tiếng sấm vang lên, ngân quang chấp động liền biến mất. Cách xa hơn 10 trượng thân hình Hàn Lập lại hiện lên, phía sau xuất hiện đôi cánh màu bạc chính là phong lôi xí. Ô thấy Hàn Lập trong nháy mắt biến mất, đến phiên lão giả giật mình. Hắn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thân hình ngay lập tức bắn ra giữ khoảng cánh với Hàn Lập. Bộ dáng vô cùng cẩn thận, ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Lập tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lúc này Mạc lão giả cũng hiểu đối phương không phải là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường. Có thần thông thuấn di, hắn căn bản không có khả năng lưu đối phương lại. Lần này đến đây xem ra hơn phân nữa là ra về tay không. Dù sao lấy tu vi của hắn khu sử tòa hắc phong lớn như thế trong khoảng khắc cũng là quá sức, chỉ có thể làm được mấy lần mỗi một lần thi triển sẽ làm pháp lực tổn hao không ít, hắn cũng không dám sử dụng nhiều. chương 691, đóng băng, ngay lúc mục lão giả trong lòng cả kinh, sinh ra ý muốn thối lui, hàn lập mắt nhìn ngọn hát sơn kia, trên mặt có chút động tâm. Bảo vật kỳ lạ có uy lực kinh người kia, vừa nhìn cũng biết không phải vật mà lão giả này có thể luyện chế, hơn phân nửa đây chính là cổ bảo do thượng của tu sĩ lưu lại. Lấy uy lực lúc trước, thì Hàn Lập tin tưởng cho dù Nguyên Anh hậu kỳ cũng khó có thể cường ngạnh đỡ lấy một kích của ngọn núi này mà bình an vô sự. Nếu bị đánh chúng thì khác gì trời giáng. Nếu có thể thu lấy vật này, nó sẽ bù lại khuyết điểm về lực công kích của bản thân hắn. Huống hồ Hàn Lập cũng cảm thấy có hứng thú với kiện ngự phong xa của lão giả này. Sau khi đánh giá một lượt, ánh mắt Hàn Lập khẽ chuyển nhìn chầm chầm về phía lão giả, ánh mắt băng hàn lạnh lẽo. Mặc dù giao thủ không lâu, nhưng hắn tự tin có thể phá giải công pháp của đối phương cũng không biết có phải là do đối phương xui xẻo hay không lão già sử dụng công pháp và linh thuật đều thuộc băng thuộc tính đối với kiềm lam băng diễm của hắn mà nói tạo thành uy hiếp không quá lớn vừa rồi nhiều băng lăng tấn công tới đều bị kiềm lam băng diễm biến thành bông tuyết dễ dàng đánh tan cái này có thể cùng kết hợp với ngọn hắc sơn nên đây là bảo vật lợi nhất của đối phương nhưng dưới phong lôi xí lôi độn căn bản hắn không thể sử dụng xem thế nào thì việc tiêu diệt đối phương cũng không phải là không thể Hàn Lập trong lòng đã quyết, không hề chần chờ. Hắn nâng băng hoa lên, sau khi lam quang lóe ra, băng hoa nhanh chóng biến hình tan chảy, hóa thành một bầy hỏa diễm màu lam bằng quả trứng gà, lơ lửng trong bàn tay giữa không trung, lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Tay kia của Hàn Lập dùng cự kiếm cùng ngân chung đồng thời điểm chỉ, theo sau đó hai tiếng sầm rền vang, hai cánh khẽ nhúc nhích, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện, tay nâng làm diễm lên, hắn đã tiếp cận cách lão già gần trăm trượng cự kiếm cùng ngân trung phóng ra hào quang cực lớn hóa thành hai đạo ánh sáng hướng tới lão giả bay đi đang trên đường đột nhiên cự kiếm lại tách ra lại hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí cao hàng thước bay ra xung quanh khoảng không khiến lão giả bị vây bên trong quần kiếm thanh quang chấp động không ngừng kiếm khí hung hăng tấn công hộ thân quang mạc của lão giả ngân trung cũng từng tiếng từng tiếng một phát ra âm bạc vây lấy quang mạc kia chớp lên không dứt liên tiếp chịu công kích làm cho lão giả có chút giật mình nhưng trong lòng không hề hoảng hốt trừ bảo châu trên đầu lại truyền thêm lượng lớn linh lực làm quang mạc quanh thân tăng cường thêm hắn tung ra một đấm bắt quyết linh quang lam trên người chớp động sau đó ly thể bắn ra sau một trận xoay chuyển linh quang hóa thành băng thuẫn bay khắp tứ phía khéo léo tinh tế chậm rãi chuyển động bao bọc lão giả bên trong sau khi có được băng thuẫn bảo hộ lão giả mới an tâm xuất thủ chỉ vào ngọn hắc sơn đằng xa hóa thành một đạo hắc hồng bắn nhanh khắp tả hữu không ngừng sợ hàn lập đột nhiên hiện thân tiếp cận, tiến hành đánh lén. Thật không hổ là pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ, kinh nghiệm đối địch thật phong phú. Tiếng gầm rú lại vang lên, hàn lập đã hiện lên ngay lúc biển quang di động cách lão già mười trường, hơn nữa nhất thủ dương lên, một tảng tơ tăm lớn từ trong tay cuồng phóng ra, đúng là phù bảo thanh minh châm cực kỳ sắc bén. Với khoảng cách ngắn như thế, lão già họ mộ căn bản không kịp phản ứng gì, vô số thanh ti liền xuyên thủng quang mạc màu lam, trực tiếp kích khắp từ phía băng thuẫn. Vù vù, tiếng gió thổi lá rụng phát ra bên tai thanh tì bắn tới băng thuẫn bạch quang lóe ra trong nháy mắt lại kết thành một cây băng châm trắng tinh trong suốt đều rơi xuống dưới cả lão già họ mộ thấy tình hình này trước kinh sau hỉ sau đó cười ha ha há mồm ra một đám quang trụ màu lam từ trong miệng bắn ra lập tức bắn nhanh tới hàn lập chỉ cách trong gang tấc kết quả là tự nhiên hàn lập lóe ra ngân quang lại biến mất không thấy chỉ trong thời gian trì hoãn này cự phong đen liền bay trở về trên đỉnh đầu lão già hắc đè lên đầu, thật không thể xem thường. Lão già cũng không chỉ hoãn liên tung ra một đạo pháp quyết đánh lên phía trên. Nhất thời ngọn núi bị run lên một trận, từ trong đó phóng ra một tảng quang hoa lớn, lấy lão già làm trung tâm, mấy trăm kiếm quang màu xanh cùng cự trùng bạc đồng thời bao bọc lấy bên trong. Vốn là công kích mấy bảo vật này, lập tức bị bẽ gãy, lập tức chậm lại, uy lực đại giảm. Trên người lão già quang mạc chớp lên kịch liệt, lại yên tâm thêm mấy phần. Lão già thấy tình cảnh này, trong lòng rất yên tâm sau đó hắn tung một quả đấm, bạch quang chấp động, ngự phong xa lại xuất hiện trở lại như lúc ban đầu trên bàn tay, hắn ném nhẹ đi, cỗ xe đón gió biến thành lớn, sau một lúc liền khôi phục lại hình dáng ban đầu, đứng ở một bên. Chẳng biết vì sao từ trong tay đối phương hiện ra băng hoa, sau khi hóa thành một tiểu đoàn băng lam hỏa diễm, lão già họ mục không hề lộ dấu hiệu. Đợi đến khi hàn lập cùng phong lôi xí hiện ra sau lưng, hắn cảm thấy sự thể không ổn, quyết định chạy trốn, không thể dây dưa thêm nữa vừa thấy ngự phong xa kích phát thành công lão già tung người hóa thành một đạo trường hồng chấp động vài cái đã xuất hiện phi kiếm ngăn cản trực tiếp tấn công hướng ngự phong xa đang chạy trốn ngoài tốc độ cực nhanh tựa như trong nháy mắt hiện ra quang hóa lóe ra lão già đã bình yên ngồi trong ngự phong xa trong lòng hắn đã hơi buông lỏng còn đang định thu hồi bảo châu cùng ngọn hắc sơn thì từ ngự phong xa bỗng chuyển đến âm thanh xét đánh ầm ầm điện hồ đạn bắn từ bên dưới thân ảnh hàn lập bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này a à, lão già thất kinh đang lúc định hành động thì cánh tay hàn lập lại đột nhiên bắt lại một chỉ kiền lam băng diễm bao lấy năm ngón tay đang khép lại tia chớp đâm thẳng vào lão già lão già bị dọa đến nhảy dựng nhưng ngoài băng thuẫn lơ lửng quang thân thông linh tự động hộ chủ bạch quang tự động che trước mặt lão già một chút băng thuẫn lại hiện ra nơi bàn tay lão già họ mộ thấy vậy trên mặt lộ ra một tia vui mừng bàn tay của đối phương cũng dùng tinh băng thuẫn công kích hắn đây chẳng phải là muốn chết mà tiếp theo đó cánh tay đối phương đã bị khí cực hàn đống băng hủy diệt. Phanh, một tiếng nổ lớn truyền ra, bạch quang cùng lam quang đồng thời phát sáng. Lão già dùng mình, chỉ cảm thấy hoa mắt, trước ngực lạnh léo, đã bị một ngọn lam sắc hỏa diễm quỷ dị vây trước ngực, động tác mềm mại vô cùng. Lão già trong lòng hoảng sợ, chưa kịp lên tiếng, chỉ nghe một tiếng tinh một tiếng, lam băng quỷ dị từ năm ngón tay hàn lập phóng nhanh ra, hô hấp căng căng, hơn phân nửa thân thể hắn đầy tảng băng, trong nháy mắt toàn thân đều bị đóng băng nét mặt lão già cực kỳ sợ hãi bất đắc dĩ vội vàng điều động trăm năm khổ tu đan dương chi hỏa thả ra một đầu lâu hoàn hỏa trói mắt bạch mang để ngăn cản hàn băng đang lan tràn nhất thời cùng lam băng rằng co trong lúc này hàn lập thấy vật liền cười lạnh một tiếng một chỉ không từ bàn tay đột nhiên vung lên một đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên hiện ra hung hăng chạm phía trên đầu lão già nhất thời bạch mang run rẩy một trận làm lam băng chiếm thượng phong lớn xâm chiếm lấy non nửa cái đầu Đem lộ miệng cũng lỗ mũi lão già cũng đều đống băng trong ngoài. Lão già họ Mục thấy vậy, từ nửa khuôn mặt còn lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng theo sau đó là tia tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt, thiên linh cái âm thanh một tiếng lớn. Phi, một tiếng, nguyên anh của lão già hiện lên phía trên đầu hắn. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không tưởng được há hốc mồm, một đạo kim hồ hung hăng hướng nguyên anh phóng đi. Nhưng nguyên anh của lão già sau khi hiện ra, căn bản không hề có chút trì hoãn, mà lam mang chói mắt hiện lên khoảng khắc biến mất không thấy, kim hình cung bắn tới không thành. Khi mà Hàn Lập ngưng thần quan sát khắp nơi, Nguyên Anh kia đã cách xa cả trăm trượng, tiếp theo lại không một điểm trần chờ, Lam Quang lại hiện ra, lại biến mất không thấy. Lúc này đây, Bảo Châu đang ở nơi này, sau một trận run rẩy cũng biến mất không thấy. Khi xuất hiện lại thì Bảo Châu đã bị Nguyên Anh lão ra thu vào trong áo. Nguyên Anh dùng ánh mắt cực kỳ oán độc liếc Hàn Lập, không nói lời gì thân hình chợt ẩn chợt hiện, không lâu sau biến thành một điểm sáng, đã bay xa phía chân trời. Tiếp theo không thế dừng lại sử dụng pháp thuật, trực tiếp ngự khí bảo châu, bay qua bầu trời, không lâu sau đã không còn thấy bóng dáng. Còn Hàn Lập lạnh lùng nhìn Nguyên Anh đối phương chạy trốn, hắn đấm vào thân xác lão ra, đang đứng im không nhúc nhích. Dù hắn có phong lôi xí thần thông, cũng không thể bằng lôi độn chi thuật, chỉ là một người chạy trốn, một người đuổi, chứ không thể bắt đối phương. Cho nên một khi Nguyên Anh đối phương không thể một kích giết chết, hắn cũng không cần phải ra tay lần thứ hai. Hôm nay, chứng kiến Nguyên Anh lão già trốn chạy vô ảnh vô tung, Hàn Lập sắc mặt không chút thay đổi, quả đấm nắm lại, đám vào thân thể lão già đang bị đóng băng, lập tức vỡ vụn, hóa thành lam tinh quang đầy trời, tan thành cát bụi. Quyền Nam, danh chấn nhất phương, chương 692, tái tụ. Lần này mặc dù không giữ lại được Nguyên Anh của đối phương, nhưng thân thể lão già đã bị hủy, nếu không mất hơn 10 năm thì đừng hy vọng khôi phục nguyên khí được càng huống chi về sau nhất định phải đoạt xá nhưng để tìm được thân thể thích hợp thì chẳng dễ chút nào có thể kịp thời tìm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đến lúc đó nếu là tình huống bất đắc dĩ có thể tùy tiện tìm một thân thể tuy nhiên chắc chắn tu vi sẽ bị giảm đi nhiều lần này mạo hiểm đến mộ lan thảo nguyên cũng không phải về tay không cho dù tại động phủ của thương khôn thượng nhân không tìm được bảo vật nào nhưng lần này thu được hai kiện cổ bảo ngoài ra còn có túi chữ vật cũng có thể coi là có thu hoạch lớn nghĩ tới đây hắn nhìn qua chỗ thân thể lão giả bị phá hủy, một túi chữ vật màu bạc đang lơ lửng trên không. Hàn lập thần sắc không thay đổi vẫy tay trên không một cái, túi chữ vật liền bị hút vào trong tay, sau đó không trần chờ thần thức liền đảo qua. Kết quả, hàn lập thất vọng, bên trong chỉ có mười mấy khối linh thạch bậc trung còn lại đều là một ít bình thường nguyên liệu luyện khí cùng vài bình đan dược mà thôi. Mà mấy loại dược bình này, hàn lập mở bình ra xem chỉ đều là một ít loại đan dược tầm thường đường đường là một gã tu sĩ nguyên anh kỳ mà trên người chẳng có bao nhiêu thứ tốt mà hắn hy vọng nhất là được chứng kiến một vài cái ngọc giản của nguyên anh tu sĩ nhưng trong túi chữ vật thì đến một cái cũng không điều này làm cho hàn lập cảm thấy kỳ quái khẽ thở dài một tiếng vốn còn muốn thu được một ít linh thuật pháp quyết xem xem rốt cuộc có thể trong nháy mắt phóng ra pháp thuật uy lực lớn hay không hôm nay xem ra trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn chưa có khả năng đem túi chữ vật tiện tay thu hồi Hàn Lập vừa nhấc tay, bỗng nhìn ánh mắt bắt đầu như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía xa. Mặc dù bảo khố này nguyên là của lão giả họ Mục Nguyên Anh đã xuất khiếu chạy thoát, nhưng ngọn núi màu đen vẫn chưa mất, mặt ngoài linh quang chớp động không ngừng. Hàn Lập hai chồng mắt híp lại hướng về phía này trong bảo khố nhẹ nhàng vẫy, cổ bảo vô chủ lập tức quang hoa lóe ra, nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng hướng Hàn Lập bay vụt đến. Đến khi bay vào tay Hàn Lập lại một lần nữa thu nhỏ lại thành một ngọn núi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hàn lập tò mò xem ngọn núi nhỏ trên tay, cũng không quá nặng sau đó nắm lấy cổ bảo, lật qua lật lại nhìn kỹ càng, kết quả tại dưới đáy hắc sắc tiểu sơn, có khác ba chữ nhỏ màu vàng kim nhạt. Thiên trọng phong hàn lập không khỏi lầm bầm đọc theo, trong mắt toát ra vẻ hài lòng. Đem ngọn núi thu lấy, hàn lập liếc mắt nhìn lại ngự phong xa một cái, cũng thu hồi luôn. Nhìn theo hướng Nguyên Anh lão giả biến mất một vài lần hàn lập cúi đầu ngẫm lại phương hướng một lúc rồi mới hướng một bên phá không bay đi. Lát sau, thân ảnh Hàn Lập liền biến mất khỏi không trung, không còn thấy tung tích, chỉ còn đồi núi và cây cỏ không có một bóng dáng người, nhìn cực kỳ yên tĩnh. Nhưng không bao lâu sau, phía chân trời thanh quang chớp động, một đạo cầu vồng từ xa bay vụt đến. Giây lát sau, đạo thanh hồng đến bầu trời phía trên ngọn núi, sau khi xoay quanh một vòng, thanh quang thu liếm, hiện ra thân ảnh Hàn Lập trên bầu trời. Hai mắt hắn chăm chú nhìn phía dưới, lông mày nhướng lên, rồi đột nhiên vung tay lên, từ bàn tay bắn ra mấy đạo thanh quang, tốc độ cực nhanh bắn thẳng đến chỗ dưới một gò núi kết quả tại khoảng cách ngoài gò núi hai ba mươi trượng thanh quang bị biến mất một tầng ánh sáng trắng mờ mờ tựa như chiếc lồng đang bao phủ phía dưới mà bên trong màn hào quang đang có bốn người ngửa đầu nhìn lên trên mặt cũng thản nhiên tươi cười đúng là nam lũng hầu bạch sam lão giả lão phụ nhân cùng hán tử mặt ngâm đen ha ha hàn đạo hữu có thể an toàn đến thật sự là chuyện may mắn nam lũng hầu thản nhiên cười nói sau đó vung tay lên tức thì màn hào quang bỗng nhiên biến mất. Ồ, mấy vị đạo hữu khác còn chưa tới sao? Hàn lập mỉm cười trả lời, không khách khí từ từ hạ xuống trước mặt bốn người. Mấy vị đạo hữu khác sợ rằng không dễ thoát thân, khi chúng ta chia nhau bỏ chạy, vương đạo hữu cùng vưu đạo hữu phía sau đều có pháp sĩ đuổi theo. Muốn thoát khỏi truy binh sợ rằng không phải là điều đơn giản hán tử ngăm đen lắc đầu, bình tĩnh nói. Bất quá, đạo hữu càng làm cho bản hầu giật mình, ta nếu không nhìn lầm thì hình như tên mộ lan kia cưỡi ngự phong xa đuổi theo đạo hiếu. Ha ha, lấy ngự phong xa độn tốc kinh người, mà đạo hiếu lại cũng có thể dễ dàng thoát thân, xem ra ta lần này thật đúng là không có tìm lầm người nam lũng hầu nhìn như thật cao hứng nói. Nhưng Hàn Lập nghe mà khẽ nhếch môi, mơ hồ nghe từ trong những lời, đối phương đúng đang có ý kinh nghi chính mình. Không có gì, Hàn Mỗ không có gì tài giỏi, nhưng đối với độn thuật thì cũng có chút tài mọn Hàn Lập sắc mặt thong dong nhưng trong miệng hàm hồ trả lời thấy Hàn Lập không muốn nói chính mình trải qua thoát thân như thế nào. Nam Lũng Hầu cũng không có truy vấn nữa, trừ bạch sam lão giả ra, lão phụ nhân cùng mặt đen hán tử, cũng cảm thấy hứng thú xen miệng trò chuyện. Nhớ kỹ lần trước cùng pháp sĩ địa đại chiến, duy trì liên tục hơn 10 năm. Lần này trải qua nhiều năm, lúc này đây không biết còn có thể kéo dài đến khi nào. Nhưng trong lúc này, thiên nam tránh ma lưỡng đạo cùng thiên đạo minh của Hàn Huynh khẳng định muốn phái người tham chiến rồi. Mà lấy địa vị lạc vân tông tại thiên đạo minh, khẳng định sẽ yêu cầu một gã Nguyên Anh kỳ trưởng lão trợ chiến. Nói không chừng, Hàn đạo hữu còn có cơ hội trở lại Mộ Lan thảo nguyên một chuyến rồi. Nam Lũng Hầu vừa cười vừa nói, thật ra trừ ba thế lực lớn phái người xuất lực hiệp trợ cửu quốc minh, còn lại có một chút tán tu tự nguyện đến đây ngăn cản pháp sĩ, trong đó cũng có ít hảo thủ. Mộ Lan nhân sợ rằng rất khó chiếm được tiện nghi. Lão phụ nhân gật đầu, thấp giọng nói, bất quá ta cảm thấy kỳ quái chính là, đối phương biết rõ chúng ta Thiên Nam gồm nhiều thế lực một khi liên thủ thì mộ lan nhân bây giờ căn bản là không đáng nói. Nếu không lần trước đại chiến, đã sớm đánh một trận long trời lở đất. Nếu chủ động khơi màu đại chiến, chính là thiếu suy nghĩ. Lần trước khi đối phương đột nhiên có viện quân đến, mới dám tin tưởng tăng cường triển khai công kích. Lần này chẳng lẽ vừa có thêm đại bộ lạc mới tăng viện thêm. Hán tử mặt đen bộ mặt căng thẳng dự đoán nói, điều này không phải không có khả năng, bất quá. Ngay lúc mấy người cùng nghị luận, thời gian bất chi bất xác trôi qua rất nhiều. Đột nhiên, Nam Lũng Hầu đang nói bỗng nhiên có tiếng nói xen vào, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Mấy người khác cũng nhìn lại, nét mặt có chút chút ngưng trọng. Nơi này vẫn là mộ lan thảo nguyên, không phải chỉ có bọn hắn là tu sĩ phân tán ở đây tập hợp, cũng rất có thể là có pháp sĩ đi ngang qua nơi này. Chỉ thấy từ xa xa trên bầu trời, quang hoa chớp động, một đạo hắc quang, hai đạo huyết đoàn thẳng hướng nơi này bay vụt đến. Nam Lũng Hầu ngóng nhìn trong chốc lát sau đó tựu thần sắc trở lại bình thường không có việc gì, là vương đạo hữu cùng hai vãn bối của hắn nam lũng hầu nhõn miệng cười nói. Những người khác vừa nghe lời ấy, cũng sắc mặt trầm tĩnh lại. Quả nhiên, qua một lát sau, vài đạo quang hoa bay đến gần, thật sự là vương thiên cổ và vương thiền ba người. Lúc này đây, nam lũng hầu không có trần chờ nữa trực tiếp bỏ đi cấm chế trên không trung đám người vương thiên cổ hạ xuống chỗ đám người hàn lập trên gò núi. Ô, hàn đạo hữu dĩ nhiên so với ta tới còn muốn sớm hơn, thật sự là ngoài ý muốn của vương mỗ vương thiên cổ vừa thấy hàn lập cũng đứng cùng mấy người nét mặt lộ một tia kinh ngạc nói vẻ ngoài ý muốn xem ra vị quỷ linh môn tu sĩ này cũng nhìn thấy ngự phong xa đuổi theo hàn lập nói không chừng lúc ấy lại còn nhìn có chút hả hê may mắn mà thôi nhưng thật ra vương đạo hữu mang theo hai gã hậu bối còn có thể chưa bị dụng sợi lông tóc nào điều này mới làm cho tại hạ bội phục vô cùng hàn lập ánh mắt đảo qua hai người vương thiền đang đứng bên cạnh vương thiên cổ không nhanh không chậm trả lời bộ dáng rất có một tia thâm ý Hắc hắc, pháp sĩ đuổi theo ba người vương mỗ, độn tốc cũng không nhanh lắm. Ta cùng hai vị vãn bối liên thủ thi triển bí pháp độn thuật của môn phái, rất dễ dàng bỏ xa đối phương, làm sao có thể cùng so sánh với pháp sĩ khống chế ngự phong xa được vương thiên cổ lơ đỉnh trả lời. Hàn lập nghe lời này, trong lòng cười lạnh một tiếng, đang định nói cái gì, đột nhiên biến sắc, ngậm miệng không nói. Ô, vưu đạo hiếu cũng tới, xem ra chúng ta vận khí thật không sai, cũng bình yên chạy đến nơi đây lúc trước ta còn đang suy nghĩ nếu lúc phá cấm chế đột nhiên ít một hai người trợ lực nói không biết có thể bài trừ cấm chế được hay không nữa nam lũng hầu lần nữa ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói mọi người nghe vậy cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng nếu thực sự bởi vì ít đi một người mà không cách nào lấy được bảo khố những người này tự nhiên buồn bực vô cùng không đúng vưu đạo hiếu hình như bị người đuổi theo bộ dáng còn có vẻ chật vật bạch sam lão giả vốn không nói một câu chỉ một mình đứng ở một bên, đột nhiên trịnh trọng nói. Vừa nghe lời này, hàn lập bọn người thất kinh vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa phía chân trời, quả thật có một đạo bạch hồng cuống quyết lao tới, phía sau là một lục, một hồng, hai đạo ánh sáng đổi sát nút. Trong nháy mắt, chúng nó đã tới ngay vị trí đám người nam lũng hầu trên gò đất. Nam lũng hầu thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm, chương 693, kinh sợ thối lui. Xem ra vưu đạo hữu gặp phải phiền toái rồi bất quá chỉ có hai gã pháp sĩ xuất hiện mà thôi sao mọi người không nhất tề xuất thủ nam lũng hầu quyết đoán nói sau đó thân hình hóa thành một đoàn kim mang bay vọt lên mọi người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng không có dị nghị gì nhất loạt hiện thân nhất thời tám đạo quang hoa màu sắc khác nhau từ gò núi bay lên vội vàng bay về phía trước mặt nghinh đón đạo bạch hồng quang mang đang chạy trốn đạo bạch hồng quang nguyên vốn là đang chạy đến nơi này vừa thấy tình cảnh này độn tốc lập tức nhanh hơn ba phần trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt đám người hàn lập, quang hoa thu liếm lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của tu sĩ họ vưu. Sắc mặt có chút trắng bệch, xem ra có chút bộ dáng tổn thương và tức giận. Đa tạ chư vị đạo hữu tới tiếp ứng, vưu mỗ cảm kích vô cùng. Tu sĩ mặt lạnh hai tay liền ôm quyền, trên mặt thần sắc lo âu biến mất cảm kích nói. Đâu có gì, đạo hữu không sao chứ, bất quá, tại sao lại có hai gã pháp sĩ truy tìm đạo hữu? Ta nhớ kỹ hình như vốn chỉ có một người nam lũng hầu đồng dạng rừng đột quang thân hình hiện ra phiêu phù trên không trung nhìn quan tâm hỏi không việc gì chỉ bất quá ta cùng một gã tranh đấu hơn nửa ngày thì đối phương lại có trợ thủ ta chỉ còn cách bỏ chạy hai ngày hai đêm nguyên khí hao tổn một phần tu sĩ mặt lạnh cười khổ có chút bất đắc dĩ nói cũng khó trách đạo hữu phải bỏ chạy khi đồng thời phải đối mặt với hai gã pháp sĩ cung cấp trong chúng ta ngoại trừ nam lũng đạo hữu cùng vân đạo hữu thì người khác mà gặp cũng chỉ có thể tạm tránh đi thôi Lão phụ nhân thở dài, nói, bất quá hai người đang truy đuổi đạo hữu tu vi thần thông tạm không nói đến nhưng lá gan thật sự rất lớn. Đến bây giờ, lại còn không có ý thối lui, chẳng lẽ thật muốn lấy trứng trọi đá hay sao? Hàn lập hướng xa xa nhìn rồi đột nhiên cười rộ lên. Thật ra không cần hàn lập nói những người khác tự nhiên cũng chứng kiến. Hai gã pháp sĩ đối diện vừa thấy đám người hàn lập hiện thân, mặc dù từ xa dừng lại nhưng cũng không có lập tức đào tẩu, mà đứng tại chỗ lạnh lùng quan sát bọn họ, nhưng hình dáng tướng mạo hai người này dưới thần thức cường đại của đám người Hàn Lập cũng thấy được nét cơ bản. Một gã sắc mặt vàng óng ánh, đầu đội ma quan, một gã tướng mạo dữ tợn, toàn thân áo lục, đều là pháp sĩ nguyên anh sơ kỳ. Nam Lũng Hầu thấy cảnh này thì hừ lạnh một tiếng, hướng đối diện lạnh như băng nói: "Hai vị đạo hữu đến bây giờ còn không chịu rời đi, chẳng lẽ không làm cho ta ra tay thì không được? Hai vị sẽ không sợ bị hình thần câu diệt sao?" Nam Lũng Hầu trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, khẩu khí thật là lớn. Mặc dù hai người chúng ta không phải là đối thủ của các ngươi nhưng nếu nói là có thể tiêu diệt được chúng ta thì không khỏi tự mãn quá. Hai người bọn ta cũng sẽ không liều mạng với các ngươi mà chỉ cần trì hoãn nửa ngày thì các ngươi tưởng rằng còn có cơ hội rời đi sao. Chỉ bằng, bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thì nói không chừng, bản thượng sư còn có thể cho các ngươi cơ hội chuyển giới đầu thai. Mà quan pháp sĩ hai mắt vừa đào cất giọng the thế dị thường trả lời. Trì hoãn nửa ngày, các ngươi cho bọn ta đều là bùn đất hay sao? Nam lũng hầu giận quá cười rộ lên, cùng lúc đó trên người hắn kim quang trói mắt, làm cho người ta cơ hồ không dám nhìn thẳng. Có lẽ không thể nhưng cũng phải làm, các ngươi nhiều tu sĩ cấp cao như vậy đến mộ lan thảo nguyên, ta thân là chủ nhân trung quy tốt hay xấu cũng phải chiêu đãi một phen. Áo lục pháp sĩ mặt không chút thay đổi nói, hừ, xem ra hai người ngươi chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Vân huynh, động thủ đi, nam lũng hầu sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn bạch sam lão giả thản nhiên nói. Nhưng Bạch Sam lão giả nghe vậy thì trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nguyên vốn định trước khi làm tránh sự nên ít tiêu hao pháp lực nhưng cũng không có thể để cho hai người này đi theo sau chúng ta mãi. Cũng chỉ có thể động thủ, lão giả than nhẹ một tiếng nói. Nói xong hắn khẽ há mồm, nhất điểm ngân sắc từ trong miệng phun ra. Vật này lớn cỡ nắm tay tinh quang bắn ra bốn phía, phiêu phù trước ngực vài thước chậm rãi chuyển động. Hai pháp sĩ đối diện thấy cảnh này lập tức thân hình lui về phía sau một ít, quanh thân quang hoa tăng vọt, vẻ mặt đề phòng nhìn lão giả. Mà nam lũng hầu nọ không nói gì vung tay áo, một cái kim sắc phi kiếm từ trong tay áo bay ra. Đám người hàn lập cũng không nói gì mà đề khởi pháp lực, thân hình chậm rãi tiến về phía trước. Đang lúc này, bầu trời xa xa sau lưng hai người đối diện đột nhiên hồng quang chấp động, tiếp theo một đạo hỏa quang từ xa bay vụt đến. Đám người nam lũng hầu đang muốn động thủ chợt ngẩn ra, động tác trên tay không khỏi tạm dừng lại hai gã pháp sĩ này tự nhiên cũng phát hiện dị trạng phía sau nhưng ma quan pháp sĩ thần sắc như thường nhìn hỏa quang nó ngoắc tay. Kết quả, hồng quang dừng lại trên đỉnh đầu sau khi xoay quanh một cái thì vững vàng rơi vào trong tay, sau đó bạo vỡ ra lộ ra một đoàn hỏa diễm trong lòng bàn tay người này hung hung bốc cháy. Đây đúng là truyền âm phù không biết từ nơi nào bay đến. Ma quan pháp sĩ chỉ dùng thần thức xem lướt qua một chút thì kinh hô lên. Cho dù cách xa khoảng trăm trượng nhưng đám người nam lũng hầu đều có thể rõ ràng chứng kiến nét mặt đầy vẻ kinh ngạc. Người này đột nhiên quay đầu, môi khẻ nhúc nhích hướng áo lục pháp sĩ một bên truyền âm. Pháp sĩ diện mục giữ tợn nọ chỉ nghe vài câu thì mặt biến sắc đồng dạng thấp giọng hô một tiếng. Sau đó này hai người cẩn thận nhìn chúng tu sĩ vài lần, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trên người hàn lập sắc mặt ngưng trọng. Hàn lập thần sắc như thường, trong lòng hơi lo lắng nhưng lại mơ hồ đoán ra được cái gì. Hơn phần nửa là có liên quan đến lão giả họ mục bị mình đánh trọng thương chỉ có Nguyên Anh chạy trốn được hai người này chẳng lẽ cùng lão giả nọ có quan hệ gì? Hàn Lập bất động thanh sắc suy nghĩ nhưng hai pháp sĩ lại hung hăng nhìn Hàn Lập. Sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì hai người trên mặt lộ vẻ trần chừ. Sau khi thấp giọng truyền âm một hai câu, trên hai người này quang hoa nhất khởi không nói gì hóa thành hồng lục hai đạo trường hồng phi độn quay về. Điều này làm cho đám người nam lũng hầu sửng sốt nhưng sau khi do dự một lúc thì cũng không ai đuổi theo. Kết quả trong chớp mắt, hai người nó hóa thành hai cái quang điểm biến mất phía cuối chân trời. Hàn Đạo Hữu hai người nọ tựa hồ đối với người rất để ý. Người trước kia có nhận ra hai gã pháp sĩ này sao? Vương Thiên Cổ nửa cười nửa không đứng một bên không biết có ý gì đột nhiên hỏi. Không nhận ra, tại hạ lần đầu tiên đến mộ lan thảo nguyên, như thế nào nhận ra hai người này Hàn Lập không chút do dự trả lời, ánh mắt bình tĩnh. Nam Lũng Hầu nghe lời này, nhăn mày nhăn mặt nhưng lập tức giãn ra. Tốt, mặc kệ hai gã pháp sĩ nọ có chuyện gì xảy ra. Chúng ta hay là nên rời nơi này đi, nhanh giải khai cấm chế để bắt được bảo vật. Nơi này là địa phương của mộ lan nhân, chúng ta không nên ở lại lâu nam lũng hầu không có đem chuyện vừa rồi ra hỏi rõ ngược lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Vương Thiên Cổ thấy nam lũng hầu nói như thế, lập tức ngậm miệng không nói gì thêm, mấy người khác mặc dù cũng có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao xem ra hai gã pháp sĩ nọ hình như cùng hàn lập kết thành cửu án, bọn họ cũng chẳng muốn xen vào việc riêng của người khác. Vì vậy, Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả dẫn đầu mấy người hóa thành vài đạo độn quang, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi đây. Dọc theo bên bờ thảo nguyên hướng về hướng tây, mọi người thấy trước mặt hiện ra một thạch sơn trụi lủi cao hơn trăm trượng cao nhưng tuyệt nhiên không có một ngọn cỏ, đó là một cự đại sơn thạch. Nhìn thấy ngọn núi này, bọn người Hàn Lập trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ thượng nhân động phủ ở ngay trong sơn thạch bình thường này? Nơi này linh khí thiếu thốn, nếu không phải Nam Lũng Hầu dẫn đường thì bọn họ thật đúng là không thể tìm được nơi đây. Tốt, chính là nơi này, ta cùng vân đạo hiếu, trước tiên sẽ mở ra ngoại tầng cấm chế, mấy vị đạo hiếu theo sau nam lũng hầu ngưng trọng nhìn hàn lập mấy người dặn dò sau đó cùng bạch sam lão giả sóng vai tiến về phía trước từng bước, đối mặt với sơn thạch này rồi đều móc từ trong áo ra một tiểu kỳ. Hai mặt tiểu kỳ rộng cỡ vài thốn, một cái lục quang lập lòe trong suốt dị thường, một cái màu vàng ẩn hiện phù văn di chuyển, vừa nhìn cũng biết không phải vật tầm thường. Chứng kiến cử động của nam lũng hầu, đám người hàn lập không khỏi nín thở ngưng thần nhìn kỹ hai người làm phép chỉ thấy hai người niệm chú lẩm bẩm tiếng chú ngữ trầm thấp không nhanh không chậm từ miệng hai người phát ra liên miên đồng thời hai thanh tiểu kỳ cũng bắt đầu lóe sáng rồi dần dần run rẩy tự đứng lên tựa hồ muốn rời tay bay đi đi cơ hồ đồng thời trong tích tắc nam lũng hầu cùng bạch sam lão giả đều buông tay tiểu kỳ rời tay bắn ra sau khi quang hoa chợt lóe lên tiểu kỳ nhanh như chấp chui vào núi đá mất tung mất tích một lát sau hết thảy như thường không có động tính gì. Đám người hàn lập trên mặt không hẹn mà cùng dâng lên một tia nghi hoặc. Lão phụ nhân nọ thì ho nhẹ một tiếng đang muốn mở miệng muốn hỏi thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung động trùng trùng, làm cho đại bộ phận mọi người thân hình rung lên thiếu chút nữa là không thể đứng thẳng được. Nhưng màn kế tiếp lại làm cho sắc mặt hàn lập khẽ biến, trong lòng cả kinh. mươi 694, lôi hỏa trùy, mặt đất dưới chân rung động kịch liệt, tiểu thạch sơn từ đỉnh núi xuống đến chân rung lắc rồi hé ra một cái khe, từ đó bắn ra ánh bạch quang nhu hòa. Núi đá này thật muốn bửa ra làm đôi, đám người hàn lập hít một hơi lương khí, đối với thần thông khai sơn liệt thạch của hai người nam lũng hầu, trong lòng cũng sinh ra kiêng kỵ. Càng khiếp sợ hơn là thần sắc bọn họ biểu hiện ra vẻ thản nhiên như biết trước điều này sẽ xảy ra. Nhưng rốt cuộc trong lòng họ nghĩ như thế nào thì chỉ có trời biết. Mấy người tu vi thấp nhất là Vương Thiền cùng Yến như yên, sắc mặt trắng bệch đứng ở sau Vương Thiên cổ im lặng không nói gì. Hàn Lập lạnh lùng nhìn hai người này một cái rồi thu hồi ánh mắt. Xem ra trước khi lấy được bảo khố thì không có cơ hội ra tay với Vương Thiền. Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả tiếng chú ngữ một khắc cũng không dừng lại. Một lát công phu sau, núi đá rốt cục phân thành hai, hé ra một cái khe lớn bể rộng chừng hơn 10 trường. Mà trong cái khe có một cái bậc thang đá nối thẳng xuống đất xuất hiện trước mặt mọi người. Đi thôi Bạch Sam lão giả trên mặt hiện lên một tia hưng phấn ngắn gọn hô rồi dẫn đầu đi vào người vốn dẫn đầu là nam lũng hầu thì ngược lại sau khi mỉm cười đi vào sau đó nhìn thấy tình hình này hàn lập trong lòng vừa động xem ra bạch sam lão giả này có chút không đơn giản ở đây dường như ngay cả nam lũng hầu đều phải nhún nhường mấy người khác tựa hồ cũng nhận ra cái gì đó nên nhìn nhau vài lần tuy nhiên mỗi người đều là lão luyện nên cũng không ai lên tiếng nhắc đến việc này ngược lại thần sắc không thay đổi đi vào cầu thang rất dài hai vách núi hai bên được khảm nguyệt quang thạch màu trắng nhưng càng đi xuống dưới không khí có vẻ càng âm hàn. Chỉ một lát sau, đoàn người đã xâm nhập xuống dưới núi đá chừng trăm trượng. Nguyệt quang thạch vẫn phóng suốt ánh bạch quang nhàn nhạt, nhạt nhưng không hiểu sao càng xuống sâu thì ánh bạch quang lại chuyển thành màu u lục, làm cho thông đạo có vẻ có chút âm u, tràn ngập khí tức âm sâm. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập nhíu mày, trong tiềm thức đem tu sĩ mặt đen giãn ra một khoảng cách nhất định để nhớ có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, thì bản thân mình còn có thời gian phản ứng. Thật ra không chỉ Hàn Lập mà Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả và các lão quái vật khác cũng đều sáng suốt hành động tương tự. Nhất thời mấy người đem khoảng cách giãn ra hơn 10 trượng. Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Vân biết rõ những người còn lại có ý để phòng bọn họ, nhưng làm ra vẻ không biết mà vẫn đi nhanh về phía trước, không có chút bất mãn nào. Sau khi đi khoảng thời gian đủ ăn một bữa cơm, đám người Hàn Lập đi vào một gian đại sảnh thần bí. Nói thần bí là bởi vì gian sảnh này bốn vách tường lam quang lập lòe trong suốt phảng phất chỉ dùng một tấm cự đại phỉ thúy kéo giãn ra luyện chế mà thành, có vẻ diễm lệ trói mắt phi thường. Đứng trong cái sảnh rộng hơn 10 trượng này, mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy thứ này đương nhiên không có khả năng thật sự là phỉ thúy, thần thức mọi người hướng lên trên tường đảo qua. Kết quả vừa tiếp xúc thần thức đã bị bắn ngược trở về, căn bản không cách nào thẩm thấu qua. Hàn Lập cũng không có giật mình lại dùng thần thức hướng về các góc khác của đại sảnh, mỗi một góc dò xét một chút. Kết quả tất cả đều giống nhau, Hàn lập tự nhủ một lúc rồi xoay chuyển ánh mắt nhìn những người khác. Đám người vương thiên cổ, tu sĩ họ vưu cũng nhân mày lại, hiển nhiên cùng cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Chẳng lẽ nơi này bày thái diệu thần cấm, xem ra nam lũng hầu không có thổi phồng. Hàn lập âm thầm đánh giá thì đột nhiên cả thính đường kịch liệt hoảng động tiếp theo là cả một chuỗi tiếng nổ truyền đến. Mấy người lão phụ nhân cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn nhưng lại phát hiện lối vào thông đạo không biết khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là đồng dạng vách tường lập lòe lam quang cả thính đường một chút biến thành tử địa nam lũng đạo hữu đây là ý tứ gì hán tử mặt đen vừa thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống chất vấn đám người vương thiên cổ cũng lộ vẻ cảnh giác nhìn nam lũng hầu cùng bạch sam lão giả chầm chằm mục quang lấp lóe không ngừng mấy vị đạo hữu chớ nên đa tâm đây là do cấm chế bên ngoài tự khởi động đem khe núi khép lại hai chúng ta lần trước tới đây cũng gặp cảnh này chỉ cần tại thính đường đợi đủ ba ngày nhằm thời điểm cấm chế yếu nhất để một lần nữa tách sơn thạch này ra hơn nữa cấm chế bên ngoài đóng lại mà nói cũng giúp chúng ta không cần sợ pháp sĩ từ bên ngoài phát hiện ra chúng ta nam lũng hầu không hề có điểm ngoài ý muốn chấn định nói nghe lời này đám người hán tử mặt đen có chút nửa ngờ nửa tin nhưng thần sắc hòa hoãn hơn chỉ cần nam lũng hầu hai người ở trong vòng đại sảnh mọi người cũng không sợ bọn họ thiết hạ bẫy nói như thế tại hạ mới rồi đã mạo phạm hán tử mặt đen ôm quyền bồi lễ không có gì, ta hãy nhanh chóng phá giải cấm chế đã. Nơi này trước đây là ta cùng Vân Đạo Hữu ôm thất vọng mà trở về. Thái Diệu thần cấm này cũng không có thể phá giải dễ dàng như vậy, nam lũng hầu bộ dáng không để ý nói. Cấm chế này thật sự khó phá như thế sao? Ta trước đây có kiếm được nhất kiện bảo vật chuyên khắc chế các loại cấm chế và vòng bảo hộ. Có lẽ không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đem bảo vật này xuất ra là có thể phá cấm chế này. Lão phụ nhân trên mặt tràn đầy nếp nhăn đột nhiên cười lớn nói: Ồ, thai phu nhân nếu có dị bảo này đương nhiên có thể thử một lần. Ta nếu dùng thần thức để giải khai cấm chế thì cũng không phải là mười thành mười nắm chắc Bạch Sam lão giả trong mắt hiện lên nét vui mừng, không chút do dự trả lời. Không sai, Vân đạo hữu cứ việc làm phép, ta sẽ không ngăn trở nam Lũng hầu đồng dạng vui mừng lẫn sợ hãi nói. Nếu hai vị đạo hữu đồng ý, lão thân cũng không khách khí. Bất quá nếu thực sự may mắn dùng bảo vật này phá được cấm chế thì lão thân có thể cùng hai vị đạo hữu được ưu tiên chọn lựa bảo vật hay không? Lão phụ nhân cười hắc hắc, giọng nói khàn khàn nhưng song nhãn hiện tinh quang, hiện ra bản chất của mình. Vừa nghe lời này, tu sĩ mặt lạnh cùng đám người vương thiên cổ thần sắc khẽ biến xem Nam Lũng Hầu hai người trả lời như thế nào. Nam Lũng Hầu nét mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn nhìn sang lão giả liếc mắt một cái thì đột nhiên nhìn mọi người trong đại sảnh nói: Mặc kệ là thai phu nhân hay là đạo hữu khác nếu có thể phá giải cấm chế nơi này thì có thể được ưu tiên lựa chọn nhất kiện bảo vật sau hai người bọn ta. Mấy vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? Nói xong lời này, Nam Lũng Hầu cố ý xem biểu tình của đám người Hàn Lập một chút. Kết quả, Hàn Lập cùng Vương Thiên Cổ đều không lộ ra vẻ gì riêng hán tử mặt đen cùng tu sĩ họ vư mặc dù vẻ mặt không vui nhưng cũng không có ra miệng phản đối, cam chịu chấp nhận. Vì vậy Nam Lũng Hầu sau khi cười cười thì quyết đoán nhìn lão phụ nhân nói. Các đạo hữu khác cũng không có ý kiến, thay phu nhân người có thể ra tay. Đã như vậy, lão thân sẽ thử một lần lão phụ nhân trong lòng mừng thầm, bà đối với kiện bảo vật của mình rất tin tưởng. Chỉ cần không phải ảo trận hoặc vô hình cấm chế, bà khá nắm chắc. Nếu không cũng không bốc đồng chọc giận người khác cùng đi, mạo muội đưa ra đề nghị này. Chỉ thấy thai phụ nhân, tay đưa vào cổ tay áo rộng thùng thình móc ra nhất kiện bảo vật không lớn không nhỏ. Vật ấy sau khi ra khỏi tay áo liền phồng to lên, toàn thân hỏa hồng, phảng phất như mũi tiêm trùy. Phụ nhân cũng không để ý tới người khác há mồm, một đoàn tinh quang trói mắt phun lên tiêm trùy. Nhất thời vật ấy hồng quang chợt lóe, một vòng hỏa lãng cực nóng từ bảo vật tràn ra, trong nháy mắt trải rộng cả thính đường. Điều này làm cho Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả kiến thức rộng rãi, lập tức biết vật ấy không phải tầm thường, không khỏi thụt lùi vài bước xem lão phụ nhân khiêu động tiêm trùy. Vương Thiền cùng Yến Như Yên vừa tiếp với xúc hỏa lãng thì thần sắc đại biến, vội vàng thúc dục một cái huyết sắc quang cháo, đem hai người bảo hộ bên trong trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ bằng tu vi kết đan hậu kỳ của bọn họ hai người mới vừa tiếp xúc với hỏa lãng một cái thì lập tức miệng khô lưỡi nóng cả người nóng rực có vẻ không thể chịu đựng được lâu bạch quang chợt lóe, một tiếng lộc cục rất nhỏ phát ra chính là âm thành từ tiêm trùy vang lên hàn lập mấy người ngẩn ra ngưng thần nhìn lúc này mới phát hiện trong hỏa hồng tiêm trùy quang diễm mơ hồ lại có vài tia bạch sắc điện hồ nhảy lên không thôi bảo vật này là một kiện lôi hỏa song thuộc tính cổ bảo nhất thời mấy ánh mắt thần sắc khác nhau đồng thời rơi xuống trên người lão phụ nhân mà phụ nhân nọ đối với cảnh này coi như không nhìn thấy chăm chú liếc nhìn vách tường trước mắt một cái cổ tay run lên lôi hỏa chùy trong tay bay ra hỏa quang đại phóng ra tiếng oanh minh trầm thấp phát ra tiêm chùy nọ tại phía trên phụ nhân cấp tốc xoay nhanh hình xoắn ốc trong nháy mắt hóa thành tinh mang nhìn không rõ chỉ có thể nhìn thấy một đạo sắc đạm đạm hồng bạch quang ảnh cấp tốc bay trong đại sảnh, tốc độ cực nhanh, như có như không, làm cho mọi người trong sảnh biến sắc. Hàn Lập càng xem lại càng cả kinh, cổ bảo tự thân độn tốc nhanh như vậy hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là khi đối địch thi triển ra thì cho dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng trốn không nổi. Mà hắn nếu gặp phải trừ khi thi triển phong lôi xí còn không thật khó lòng phòng bị. chương 695, ra tay, đi, Lão phụ nhân hướng về quang ảnh nhàn nhạt trên không trung vẩy tay, miệng nghiêm nghị nói. Nhất thời hồng bạch quang mang chợt lóe, lôi hỏa trùy như thuấn di trong chớp mắt bắn vào lam sắc tinh tường trước mặt lão phụ nhân, không chút trần chờ hung hăng đánh tới. Bịch mọi người nghe như tiếng vật gì bị gãy hoặc rơi xuống đất, điện hồ, liệt diễm trong nháy mắt bùng lên đem mặt ngoài vách tường bao phủ lấy, làm cho người ta nhất thời không cách nào nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Thấy tình hình này, đồng tử Hàn lập hơi co lại. Mặc dù không có tự mình cảm thụ uy lực của lôi hỏa truy, nhưng từ ánh sáng và linh khí ba động thì xem ra bảo vật này uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trách không được thai phu nhân có vẻ tự tin đề nghị như thế. Bất quá đối mặt với thái diệu thần cấm, chỉ là thần thông như vậy mà nói sợ rằng chưa hoàn toàn thành công. Không chờ hàn lập suy nghĩ lôi hỏa trên tường đã bị đánh tan. Lôi hỏa trùy nhẹ nhàng lơ lửng phía trước vách vài tấc, nhưng tinh tường biểu hiện an nhiên vô dạng, ngay cả một cái khe cũng không có xuất hiện nam lũng hầu đứng một bên trên mặt lộ ra một chút thất vọng nhưng lại mỉm cười nói bảo vật này uy lực không nhỏ nhưng muốn phá giải thái diệu thần cấm thì vẫn chưa đủ làm phiền thai đạo hữu rồi các đạo hữu khác xem có thần thông gì khác có thể phá vỡ cấm chế này không hừ lão thân đã nói gì đâu đây đâu đã phải uy lực chính thức của bảo vật này vừa rồi ta mới chỉ xuất một kích thăm dò mà thôi xem ra không toàn lực thúc giục bảo vật này thì không được lão phụ nhân sắc mặt tựa hồ có chút không được tốt hừ một tiếng rồi nói. Ồ, thai đạo hữu nếu còn có thủ đoạn khác thì cứ việc thi triển ra. Nam lũng hầu hai mắt sáng ngời, sắc mặt vui mừng nói. Lão phụ nhân nghe lời ấy thì cũng không nói gì thêm. Lúc này hai tay bắt quyết, lôi hỏa trùy vốn đang bất động chợt hóa thành đạo tinh mang một lần nữa bay quay về đỉnh đầu lão phụ nhân. Sau khi được pháp quyết thúc dục thì bắt đầu xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, lôi điện liệt diễm dần dần đan vào nhau đồng phát ra âm thanh ô ô quái dị. Chứng kiến cảnh này, những người khác tinh thần đều run lên, mắt không chấp quan sát. Kết quả một lát sau, lôi hỏa trùy điện hồ cùng hồng sắc hỏa diễm hình như chính thức dung hợp làm một thể, hóa thành xích hồng sắc yêu dị điện hồ, rồi lại hóa thành một đoàn hư ảnh lôi hỏa trùy, bên ngoài chấp động không ngừng, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Chứng kiến tình hình này hàn lập trong lòng vừa động, trong lòng mơ hồ liên tưởng đến cái gì, mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Mà những người khác đồng dạng mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, đối với uy lực của lôi hỏa trùy đều suy đoán so với vừa rồi đề cao hơn không ít đang lúc này thai phụ nhân trong miệng phun ra một câu phá tinh tiếng âm thanh phá không truyền đến lôi hỏa trùy đang xoay tròn cơ hồ không cách nào nhìn kỹ mang theo xích hồng sắc quái dị điện hồ vừa động liền biến mất một lần nữa hướng mặt tinh tường đánh tới lúc này đây cũng không có lôi hỏa bạo liệt gì hết ngược lại chỉ nghe tiếng phục vang nhỏ lôi hỏa trùy luân chuyển với tốc độ cao cùng xích hồng điện hồ hiệp trợ chỉ bị tinh tường hơi ngăn trở một chút sau đó một đầu đã xuyên được vào tinh tường hơn nữa bảo vật này sau khi chui vào trong tinh tường thì mặc dù tốc độ có giảm đi nhưng dưới sự thao túng của lão phụ nhân liều mạng xoay tròn chậm rãi đâm vào lần này bạch sam lão giả cùng nam lũng hầu cũng lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi mà đám người vương thiên cổ cùng tu sĩ họ vưu trong mắt tinh quang lóe ra không ngừng hiện ra vẻ khẩn trương không biết bọn họ hy vọng lão phụ nhân phá điệu cấm chế hay là chờ mong thất bại hàn lập thấy cảnh này thì âm thầm cười lạnh một tiếng khóe miệng khẽ nhách lên mơ hồ lộ ra một tia châm chọc vẻ mặt hàn lập người khác không có chú ý tới nhưng lại bị yến như yên nọ trong lúc vô ý chứng kiến nữ nhân này ngẩn ra trong đôi mắt sáng toát ra một tia nghi hoặc kết quả sau khi tiến vào tinh tường một chút thì lôi hỏa trùy rốt cục gặp tai ương nguyên bổn tinh tường vốn không có bất cứ biến hóa gì nhìn như an ổn thì đột nhiên lam mang đại phóng tiếp theo mọi người ở đây giật mình từ trong tường hiện ra vô số bạch sắc quang ti đem lôi hỏa trùy quấn lấy vô số vòng, sau đó quang ti điên cuồng rung lắc. Ầm ầm một tiếng nổ vang lên, lôi hỏa trùy trong nháy mắt bạo liệt rồi quang mang chợt lóe lên và biến mất, tinh tường lại hồi phục như thường. Lão phụ nhân soát một tiếng, sắc mặt tái nhợt sau đố lộ ra vẻ kinh sợ phi thường. Lôi hỏa chùy này bà ta đã hao tổn bao tâm cơ mới đắc thủ được cổ bảo lại dĩ nhiên dễ dàng bị hủy như vậy, làm cho bà ta đau lòng, cực kỳ hối hận. Trong lúc nhất thời, Lão phụ nhân chỉ cảm thấy ngực nóng lên, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu. Những người khác đứng xem cũng trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi. Trong lúc đó Yến Như Yên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi lại nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, mặt hiện lên vẻ đang nghĩ tới một người nào. Cũng may lão phụ nhân cũng không phải người tầm thường, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn hết tái lại hồng lần lượt thay đổi mấy lần, sau đó hít sâu một hơi bình ổn tâm lý và khí huyết đang quay cuồng. Lần này thật sự là làm cho mấy vị đạo hữu chê cười thái diệu thần cấm này thật không hổ là một trong 10 đại cổ cấm chế. Lão thân không có cách nào phá giải, bất quá đạo hữu khác thần thông lớn có lẽ có biện pháp khác giải trừ cấm chế. Phụ thân này quay đầu, cười khổ nói, nói xong lời này, lão phụ nhân lui về sau vài bước, có ý buông tha. Nam lũng hầu sớm đã thu sắc mặt vui mừng, nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài nói. Thai đạo hữu thất bại trong gan tắc, thật sự là rất đáng tiếc. Không biết còn có đạo hữu nào nguyện ý thử một lần không? Nói xong lời này, Nam Lũng Hầu cố ý nhìn đám Vương Thiên Cổ vài lần. Dù sao Vương Thiên Cổ cũng là trận pháp đại sư hàng đầu, tại tu tiên giới có danh khí không nhỏ. Nhưng những người khác sau khi nhìn thấy bảo vật của phụ nhân bị hủy thì nguyên vốn có chút tâm tư nóng lòng muốn thử, nay hoàn toàn bị dập tắt. Nói có vẻ buồn cười, chứ đã có tấm gương lão phụ nhân sờ sờ vừa rồi, người nào còn có thể muốn bảo vật của mình gặp chuyện nguy hiểm. Vương Thiên Cổ đứng ở một góc thính đường không nói gì. Hắn trong lòng tự biết mình bản thân mặc dù đối với cổ pháp trận có một chút kiến giải, nhưng tầm cỡ thập đại cổ cấm chế này chưa bao giờ tiếp xúc qua, càng chưa nói tới phương pháp giải trừ. Do đó, hắn tự nhiên sẽ không làm khó mình, nhưng người vốn vẫn không nói chuyện là Hàn Lập lúc này lại bình tĩnh mở miệng. Hàn Mộ bất tài nhưng muốn thử một lần, không biết ý hai vị đạo hữu như thế nào. Hàn Lập nhìn như tùy ý nói, nhưng lời kia vừa thốt ra, Vương Thiên Cổ và lão giả họ Vân cảm thấy ngoài dự liệu. Nam Lũng Hầu lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng trong miệng tất nhiên đáp ứng đương nhiên có thể hàn đạo hữu cứ việc thử một lần hàn lập cũng không khách khí tiến lên vài bước đi tới chỗ lão phụ nhân mới vừa rồi kích phá tinh tường vương thiền đứng sau vương thiên cổ chứng kiến một màn này thì còn ngạc nhiên hơn hai mắt sau mặt nạ hiện lên vẻ cười lạnh cùng cùng châm chọc đột nhiên môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho yến như yên một bên vài câu yến như yên nghe mấy lời này trên mặt thản nhiên không tỏ vẻ gì tựa hồ không cho là đúng về phần vương thiên cổ mặc dù thần sắc như thường nhưng trong lòng cũng căn bản không tin hàn lập có thể phá được cấm chế này hàn lập đứng ở phía trước tinh tường cũng không có lập tức hành động mà chỉ khoát tay đưa một ngón tay lên trên người linh lực vận chuyển một đạo thanh mang dài khoảng một tấc từ đầu ngón tay ra hiện ra quang hoa chợt lóe thanh mang đảo qua mặt ngoài tinh bích nhưng lại không có chút hiệu quả nào phảng phất vách tường lam phỉ thúy hoàn hảo không tổn hao gì nhưng hàn lập không có nổi giận ngược lại toàn bộ bàn tay đều có một tầng thanh sắc linh khí bao lấy sau đó năm ngón tay xòe ra đem bàn tay áp vào trên vách tường sau đó cả người vẫn không nhúc nhích tựa hồ đang cảm ứng cái gì cử động cổ quái của hàn lập làm cho chúng tu sĩ phía sau đang ngưng thần nhìn kỹ tò mò sinh ra tâm lý nghi hoặc nhưng cũng không có người nào tiến lên quấy dày hàn lập những người này không biết rằng hàn lập vốn đứng đưa lưng về phía bọn họ sâu trong hai mắt có hai lam mang đang chớp động yếu ớt ngưng thần nhìn chỗ sâu trong tinh đường, tựa hồ đang cố sức tra xét cái gì đó Đứng nhìn độ hơn nửa khắc thời gian, những người khác đều không có lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn hoặc mở miệng thúc giục hắn. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập chợt thở ra một hơi, làm quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn không trần chờ đưa tay thò vào túi chữ vật bên hông vỗ, sau đó bàn tay vừa đảo lấy ra một đống đồ vật lớn. Mọi người đứng nhìn, không khỏi ngẩn ra, đúng là mười mấy cái trận kỳ màu sắc khác nhau gì đó. Muốn làm cái gì đây? Hàn Đạo Hiếu thì ra cũng tinh thông trận pháp, chẳng lẽ là muốn lấy trận phá trận? chẳng lẽ trước kia có nhận biết thái rượu thần cấm này bạch sam lão giả sau khi ngẩn ngơ động dung hỏi cũng không phải là nhận biết cái gì ảo rượu mà là trước đây ta cũng có nghiên cứu qua một số loại thượng cổ pháp trận tạm thời thử một lần xem sao hàn lập coi như không có gì trả lời nhưng tiếp theo hắn há mồm nhằm trận kỳ trong tay phun ra một khẩu thanh sắc tinh khí quang mang chợt lóe tất cả trận kỳ cũng từ trong tay hàn lập bay lên theo thần niệm thúc giục nhắm ngay mặt ngoài của tinh tường lơ lửng bất động giữa không trung chương 696, phá cấm quyển trục, hàn lập tay bắt pháp quyết, mười mấy thanh trận kỳ đối mặt với tinh tường bắt đầu di động. Một lát sau, trận kỳ bày hình thành ra một cái hàng ngũ cổ quái, nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng lại phảng phất ẩn giấu huyền cơ. Nhưng vào lúc này, hàn lập chợt trong miệng phát ra tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu rồi bắt mười mấy đạo pháp quyết đánh ra, mỗi một cái đánh chuẩn xác lên các trận kỳ. Nhất thời trận kỳ run lên phát ra đủ mọi màu sắc quang mang chấp động, từng đạo quang ti từ trận kỳ đồng thời bắn nhanh ra, đem trận kỳ liên kết thành một cái pháp trận cổ quái. Vương Thiên Cổ, Nam Lũng Hầu là các tu sĩ tinh thông trận pháp nhìn thấy màn này thì đều nhướng mày. Bọn họ cảm giác được pháp trận này có chút quen thuộc, nhưng lại chưa bao giờ thật sự nhìn thấy qua, không khỏi đều âm thầm nghiền ngẫm, muốn từ đó nhìn ra cái gì. Nhưng Hàn Lập tựa hồ không muốn để cho tu sĩ khác nghiên cứu sự ảo diệu của trận pháp này nên khẽ quát một tiếng, toàn thân bỗng toát ra bạch quang chói mắt. Mọi người đang ngưng thần nhìn pháp trận nên không kịp đề phòng, tất cả đều bị bạch quang làm lóa mắt, nhắm cả hai mắt lại. Nhưng lão quái này đồng thời trong lòng cả kinh, âm thầm cảnh giác đem linh lực rót vào trong mắt rồi lập tức lại dương mắt lên nhìn. Kết quả không khỏi làm cho đám người kinh ngạc, chỉ thấy trận kỳ pháp trận không biết khi nào đã khảm vào trong tinh tường, phảng phất như nguyên bản cả hai được sinh ra cùng lúc. Lần này, Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Đối với Hàn Lập có vẻ tin tưởng hơn nhiều vương thiên cổ sắc mặt hơi biến đổi nhưng lập tức khôi phục như thường vương thiền đứng phía sau hai mắt sau tấm mặt nạ hiện ra vẻ phức tạp có chút giật mình yến như yên thì tú nghi hơi nhíu liếc mắt nhìn pháp trận trong tinh tường một cái chớp chớp đôi mắt đẹp trên ngọc dung hiện ra một tia nghi hoặc lúc này hàn lập bước vài bước đi tới trước mặt tinh tường hai tay áp lên vách tường thập chỉ phóng ra thanh sắc quang hoa cùng lúc đó pháp trận trong tinh tường phảng phất như hô ứng tại trung tâm bộc phát ra ngũ sắc quang mang mờ mờ rồi ngày càng trói mắt dần dần bao trùm cả tinh tường huyễn lệ dị thường ngay lúc mọi người đang nhìn đến mức xuất thần thì hàn lập lại buông hai tay ra thân hình sau khi nhoáng lên một cái thì đã di chuyển đến trước mặt một đoạn tinh tường khác gần đó đồng dạng sau khi nhìn một hồi lâu rồi lại lấy ra một bộ trận kỳ khác kế tiếp bay ra phiêu phù bất động trên không sau đó trên người bạch quang hiện lên đem pháp trận này trong nháy mắt khảm vào trong tinh tường bởi vì lần này có đề phòng cho nên dù có bị quang mang mạnh mẽ chiếu vào mắt nhưng đám người nam lũng hầu đã huy động linh lực bảo vệ. Hai mắt vẫn chăm chú xem Hàn Lập thúc giục trận kỳ nhập vào tinh bích ra sao. Đối với việc Hàn Lập có thể dễ dàng phá vỡ tinh bích như thế thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tất cả vách tường bốn phía Hàn Lập đều dùng cùng thủ đoạn nhất nhất bố trí xong, tốn hao thời gian tự nhiên không ngắn, mất khoảng nửa canh giờ. Các tu sĩ khác cũng không lấy làm thế mà lộ ra vẻ vội vàng sao động. Ai cũng đều biết rằng phá giải cấm chế thần diệu như thế tốn hao nhiều thời gian không có gì đáng ngạc nhiên. Đương nhiên mọi người đối với cử động bình tĩnh thong dong của Hàn Lập có tin tưởng nếu không Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả cũng không có tùy ý để Hàn Lập lãng phí thời gian. Sau khi bố trí hết thảy, Hàn Lập đi tới trung tâm đại sảnh. Hắn đảo tay xuất ra một khối bích lục trận bàn, theo sau không chút do dự Hàn Lập hướng tới trận bàn đánh ra vài đạo pháp quyết phức tạp, trận bàn cùng vách tinh tường bốn phía bắt đầu đồng thời lóe sáng lúc mờ lúc tỏ tiết tàu ánh sáng ngay từ đầu rất hỗn loạn, không có thứ tự nhưng một lúc sau thì tất cả nhịp độ sáng hoặc mờ đều đồng loạt phát khởi, đồng thời co rút lại rất hài hòa. phá, hàn lập cũng không thèm nhìn tới diễn biến ánh sáng bốn phía, đầu hơi cúi xuống mà trong miệng phát ra thanh ấm trầm thấp phá. thanh âm này vừa phát ra khỏi miệng, ánh sáng vốn hơi mờ nhạt bỗng sáng rực lên, đồng thời phát ra tiếng vù vù minh thanh chói tai. thanh âm này càng ngày càng to giống như ngàn vạn con chim cùng hót, ầm u u âm thanh một tiếng nổ phát ra ánh sáng mở chờ tan đi, cả gian đại sảnh chợt ảm đạm đi. Đám người nam lũng hầu lúc này mới phát hiện tinh tường bốn phía không biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là vách tường đá bình thường. Mà ở trên một mặt thạch bích có khảm một thạch môn cao ước 7-8 trượng, chiều rộng 3-4 trượng. Không nghĩ tới tạo nghệ của Hàn Đạo Hữu đối với trận pháp lại cao như vậy, lại thực sự phá được cấm chế này. Ha ha, tốt lắm, ta cùng Vân Đạo Hữu tự nhiên giữ lời nói, sau khi hai người ta chọn lựa một kiện bảo vật thì đạo hữu có thể được ưu tiên chọn lựa một kiện bảo vật nam lũng hầu sắc mặt vui mừng, có chút hưng phấn nói. Bạch Sam lão giả vừa thấy cửa đá nọ thì đồng dạng vẻ mặt tươi cười, ánh mắt cũng tràn ngập lửa nóng. Nam lũng huynh, chúng ta hay là xem một chút bên trong rốt cuộc có bảo vật gì? Liệu bên trong còn có cấm chế gì hay không? Tu sĩ họ vừa có chút nóng lòng đồng thời có chút lo lắng nói. Yên tâm, không có đâu, dựa theo di ngôn của thương khôn thượng nhân thì động phủ này tổng cộng chỉ có hai tầng cấm chế mà thôi nam lũng hầu tự tin nói tiếp theo hắn cũng không nói gì thêm nữa mà đi nhanh về phía trước vung tay áo dài phất lên trên thạch môn một cái đại môn dễ dàng hướng vào trong mở rộng thấy tình hình này một tia lo lắng trong lòng chúng tu sĩ cuối cùng cũng biến mất vô tung vô ảnh tất cả đều đi theo phía sau nam lũng hầu tiến vào trong cánh cửa đây là cái gì sau khi thấy rõ cảnh vật phía sau thạch môn lão phụ nhân ngạc nhiên mà kêu lên không chỉ bà ta mà Hàn Lập cùng những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Không gian phía sau cửa lớn hơn so với đại sảnh phía trước mấy lần nhưng bên trong lại có khá nhiều gian lầu các linh lung tinh xảo. Lầu các này toàn thân được điêu khắc bằng bạch ngọc trong suốt lấp lẽ, cao hơn 10 trượng nhưng chỉ có hai tầng, tinh xảo dị thương. Mà cao mấy trượng ở trên lầu các lại có chữ ngọc ghi các ba chữ to màu bạc. Bất quá trong đại sảnh lại kiến tạo lầu các thì cũng thật sự có chút quái dị. Phía trước ngọc ghi các còn lộ ra một cái bàn thờ màu đen cổ kính, trên đó thờ phụng một bộ ngân bạch quyển trục dài chừng vài thước, ngân quang lập lòe, xem ra không phải phàm vật. Chỗ khác thì đều trống rỗng, không có bất cứ đồ vật gì và có vẻ cũng không có cánh cửa nào khác. Chẳng lẽ bảo vật lại giấu ở trong lầu các, mọi người trong lòng đều không khỏi thầm nghĩ như thế. Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả nhìn nhau một cái, kết quả Nam Lũng Hầu không có cử động nhưng lão giả lại cẩn thận tiến lên, đi tới trước bàn thờ. Đám người lão phụ nhân cùng Vương Thiên Cổ trong lòng vừa động, nhưng không ai ngăn trở chỉ lạnh lùng nhìn cử động của lão giả lão giả họ vân cũng không có trực tiếp đưa tay ra lấy quyển trục ngược lại sau khi do dự một chút thì há mồm phun ra một bạch hà phiến bạch hà phiến này trực tiếp cuốn quyển trục bay lên giữa không trung sau khi quay cuồng một trận thì phát ra tiếng bốp rồi trực tiếp mở ra lộ ra một bức tranh nho sinh lưng đeo trường kiếm ngửa mặt nhìn trời đây là thương khôn thượng nhân tu sĩ mặt lạnh nhìn bức vẽ có chút kinh ngạc hỏi có lẽ vậy Bất quá cung phụng tranh ở chỗ này thì có dụng ý gì, chắc cũng phải có gì đó quý trọng cũng nên vương thiên cổ ánh mắt chấp động xem ngọc các một chút nói. Để lão hủ thử một lần nữa, lão giả họ vân sau khi ngẫm nghĩ chậm rãi nói, tiếp theo hắn hai tay bắt quyết, từ đầu ngón tay bắn ra mấy đạo hồng sắc pháp quyết đánh vào bức tranh. Bên ngoài bức tranh ngân quang đại phóng trong chốc lát nhưng một lát sau lại khôi phục nguyên trạng, cũng không có gì dị thường xuất hiện. Có chút cổ quái, nhưng có thể chỉ là bức tranh bình thường thôi lão giả họ vân nhìn thấy mà này có chút trần chờ nói. Nếu như vậy, tạm thời đem vật ấy thu hồi, chờ một lát sau khi tìm được bảo vật thì mới quyết định thuộc sở hữu của ai. Mấy vị đạo hữu có ý kiến gì khác không? Nam lũng hầu sau khi im lặng một chút thì mở miệng đề nghị. Lão thân không có ý kiến, cứ theo lời đạo hữu đi. Lão phụ nhân thu liếc mắt nhìn bức tranh một cái rồi cười hắc hắc đồng ý nói. Những người khác lúc này còn chưa nhìn thấy bảo vật còn lại nên tự nhiên cũng không có ý gì khác kết quả lão giả họ vân đem quyển trục thu hồi cẩn thận thu vào túi chữ vật đi thôi ta lên trên lầu các xem sao nam lũng hầu nhìn lầu các trên mặt hiện lên một tia nóng bỏng kết quả đoàn người đi vòng qua bàn thờ đi tới trước cánh cửa đang đóng chặt lúc này đây nam lũng hầu không thể trần chờ hơn được nữa mà vươn tay đẩy cánh cửa kèn kẹt tiếng cánh cửa mở ra không chờ đám người hàn lập đi vào một luồng linh quang trói mắt trực diện phóng tới làm mọi người mất một hồi lâu mới phản ứng được chỉ thấy tầng một có ba cái giá gỗ lớn, trên đó có bầy toàn các đồ vật tản ra hào quang trói mắt khiếp người. Lần này, vô luận nam lũng hầu hai người hay là đám tu sĩ vương thiên cổ, tất cả đều mừng rỡ. Bất quá, mỗi người bọn họ đều là lão gian cử hoạt, không ai muốn làm ra chuyện gây kiêng kỵ, làm ra cử động ngu xuẩn khơi dậy sát khí của mọi người. Tất cả mọi người đều cố gắng kiềm chế lửa nóng trong lòng, chậm rãi đi vào lầu các đánh giá bảo vật đặt trên giá gỗ. chương 697, chia cắt. Giá gỗ chia làm ba hàng đặt tại vị trí giữa tầng một khiến cho người ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Trên giá gỗ thứ nhất tất cả đều là các cổ bảo, pháp bảo hào quang khác nhau, số lượng có tới 16 kiện. Trên giá gỗ thứ hai sắp xếp các loại hy hữu tài liệu màu sắc khác nhau, vừa có khối sắt cỡ nắm tay lớn nhỏ khác nhau, vừa có loại huyết hồng tinh oánh phảng phất như bảo thạch. Trên giá gỗ thứ ba có ít đồ vật nhất, chỉ có vài cái bình lớn nhỏ, cao độ vài tấc mà thôi xem bộ dáng thì bên trong chắc là chứa một ít đan dược. Hàn lập nhìn đám bảo vật này đảo mắt qua một chút nhưng trên mặt không chút thay đổi, nhìn không ra vẻ hỉ nộ ái ố. Những người còn lại mặc dù nét mặt vẫn duy trì vẻ chấn định, cũng chưa có người nào mạo muội tiến lên thưởng ngoạn bảo vật, nhưng mục quang không ngừng đánh giá công dụng cùng giá trị của bảo vật. Cố gắng suy nghĩ làm cách nào chiếm được sao tiên cơ. Một lát sau, Nam Lũng Hầu thay mặt mọi người tiến lên kiểm nghiệm các bảo vật này, những người khác dường như cùng hòa khí nghị luận xem nguồn gốc và công dụng của các bảo vật. Về phần tâm lý bên trong có mang kế hoạch nham hiểm nào không thì cũng chỉ có chính mình rõ ràng. Lúc này Hàn Lập lại nhìn chung quanh thì thấy không có gì ngoại trừ một cái bồ đoàn cùng một chậu cây nhỏ trồng cỏ xanh biết đặt ở cửa sổ lầu các. Hàn Lập trong lòng vừa động, vừa định bước tới thì bóng người chợt lóe lên, Bạch Sam lão giả thân hình chợt lóe đã đi tới trước bồ đoàn. Hắn khoát tay đem bồ đoàn thu vào trong tay lật qua lật lại thoạt nhìn. Hàn Lập sau khi nhướng mày thì đi tới cửa sổ nơi đặt chậu cây cỏ nhỏ, cẩn thận quan sát. Hàn tiền bối như thế nào đối với âm ngưng thảo này cũng cảm thấy hứng thú. Cây cỏ này mặc dù rất hiếm có nhưng chỉ có tác dụng tốt nhất là làm thuốc dẫn luyện chế các loại âm hàn đan dược, có thể làm cho tính bình của đan dược tăng thêm 3 phần. Hàn Lập mới nhìn qua thì phía sau có thanh âm nhu hòa dễ nghe của nữ tử truyền đến. Hàn Lập trong mắt dị sắc chợt lóe, chậm rãi xoay người lại, đúng lại Yến Như Yên đang đứng ở phía xa sau người hắn. Âm ngưng thảo cùng các linh thảo khác có chút bất đồng, chỉ có loại trăm năm tuổi mới ẩn chứa địa âm hàn dược tính cực mạnh. Âm ngưng thảo ở đây còn non căn bản không sử dụng được làm gì hàn lập thản nhiên nói sau đó ánh mắt có chút đảo qua nhìn vương thiền đang đi theo sau vương thiên cổ. Hưng phấn cùng vị nhị bá này nhỏ giọng nói thầm cái gì, căn bản không chú ý tới tình hình nơi này. Không ngờ hàn tiền bối không chỉ tinh thông trận pháp mà đối với luyện đan thuật cũng có sở mộ. Như yên thật là bội phục, yến như yên hé miệng cười, đôi mắt sáng lưu chuyển dịu dàng nói thấy nữ nhân này lại muốn bắt chuyện làm quen, Hàn Lập trong lòng chờ cảnh giác, ngoài miệng không khách khí mà lập tức nói. Luyện đan thuật, chút tài mọn mà thôi, nhưng thật ra Yến Đạo Hữu thật không biết quan hệ giữa Hàn Mỗ cùng Tôn Phu sao. Đạo Hữu cùng Hàn Mỗ nói chuyện, chẳng lẽ sẽ không sợ Tôn Phu tức giận ư? Thiếp thân như thế nào mà lại không biết, bất quá thiếp thân không biết tự lượng sức mà muốn hóa giải cửu oán giữa tiền bối cùng phu quân Yến như yên nụ cười trên mặt biến mất, khóe miệng nổi lên tia bất đắc dĩ nói. Hóa giải, mà môn các người cùng thiên đạo minh chúng ta nguyên vốn là quan hệ thù địch, có cái gì để mà hóa giải Hàn Lập nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc. Yến Như Yên nghe Hàn Lập nói lời này thì trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, mở môi hạnh còn muốn nói cái gì nữa thì phía xa xa nam lũng hầu đột nhiên mở miệng hô. Mấy vị đạo hữu cũng lại đây trước tiên đem mấy bảo vật ở tầng một phân phối một chút sau đó mọi người tiến lên tầng 2. Vừa nghe lời này, Hàn Lập lập tức không hề để ý tới Yến Như Yên nữa mà lập tức rời đi. Vị yến như yên tuyệt mỹ thiếu phụ này thấy cảnh này thì mặt mày sau khi âm trầm bất định mấy lần cũng thước tha đi theo. Vương Thiền nhìn thấy yến như yên lại đi theo phía sau Hàn Lập thì trong mắt tự nhiên lộ ra một tia kinh nghi, nhưng sau khi liếc mắt nhìn yến như yên một cái thì tâm cơ thâm trầm không nói gì thêm. Về phần Vương Thiên cổ đồng dạng chứng kiến một màn này nhưng thần sắc như thường, căn bản coi như không nhìn thấy. Tốt, chúng ta rõ ràng điểm qua, nơi này có 6 kiện cổ bảo, 10 kiện pháp bảo. Tài liệu cùng đan dược cũng căn cứ vào giá trị, chia làm 8 phần. Cái mọi người đều rất muốn có tự nhiên đều là cổ bảo, không cần tế luyện cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực. Bất quá những pháp bảo này cũng không phải là vật tầm thường, đều là bảo vật của những kình địch mà thương khôn thượng nhân năm đó sau khi tiêu diệt lưu lại, uy lực to lớn không phải chuyện đùa. Cho dù chỉ có thể phát huy bảy thành uy lực, nhưng nếu dành một chút thời gian luyện hóa một phen thì uy lực cũng tuyệt đối đáng giá. Cho nên muốn cổ bảo hay là muốn pháp bảo đều bằng vào tâm ý của mấy vị đạo hữu. Vương Thiền Đạo Hiếu cùng Yến Đạo Hiếu, hai người chỉ có thể lấy một phần nam lũng hầu đã đem tất cả đồ vật gom lại trên một cái giá gỗ, bình tĩnh nhìn mọi người nói. Lão thân đã từng này tuổi rồi, đâu còn có thời gian để tế luyện pháp bảo gì nữa nên sẽ lấy một kiện cổ bảo. Lão phụ nhân cũng không khách khí ỉ vào tuổi tác kẻ cả nói. Vừa nghe lời ấy, những người khác mặc dù nét mặt không thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, Vương Thiên Cổ lại nhìn Nam Lũng Hầu hỏi có thâm ý nam lũng đạo hữu cùng vân đạo hữu không chọn bảo vật trước trên tầng hai nói không chừng không có vật mà nhị vị muốn đó vương huynh người nói lời này là có ý tứ gì nam lũng hầu vừa nghe lời ấy sắc mặt đại biến lập tức mặt trầm xuống lạnh nhạt nói bạch sam lão giả nghe vậy cũng đồng dạng trên mặt mang vẻ bất thiện nhìn vương thiên cổ chằm chằm không có gì vương mỗ chỉ là cảm giác được việc nhị vị không chọn lựa bây giờ mà nói thật sự có chút đáng tiếc vương thiên cổ coi như không thấy gì nhẹ giọng cười nói Hừ, nơi này không có gì đáng để ta cùng Vân Đạo Hữu chọn lựa trước, về phần Hàn Đạo Hữu nếu muốn sử dụng quyền ưu tiên thì tùy theo Hàn Đạo Hữu Nam Lũng Hầu thần sắc có chút băng hàn nói, tựa hồ mấy lời vừa rồi làm cho hắn không hài lòng. Tại hạ bây giờ cũng chưa muốn sử dụng quyền lợi này. Hay là để đến tầng thứ hai hãy nói đi Hàn Lập sờ sờ cầm, tùy ý nói. Đã như vậy, số bảo vật này theo ta chia đều ra. Nếu muốn cổ bảo thì thôi lấy pháp bảo, mấy vị đạo hữu cảm thấy thế nào Vương Thiên Cổ không khách khí nói biện pháp này không tệ, ta đồng ý, như vậy đi, những người khác ngã cũng cho là công bình, đều đồng ý. Hàn lập tự nhiên sẽ không chọn lựa pháp bảo, cuối cùng Bạch Sam lão giả cùng tu sĩ họ vưu hai người buông tha cổ bảo mà chọn lựa hai kiện pháp bảo hợp ý cùng một phần tài liệu đan dược. Về phần cổ bảo, thì đám người Hàn lập đồng thời ra tay, một người lấy một kiện. Món cổ bảo tới tay Hàn lập là một kiện cổ bảo hình ống trúc, cũng không biết huy lực của nó như thế nào, có thần thông gì nhưng hắn không thèm để ý đem vật ấy thu vào trong túi, đương nhiên cũng thu hồi phần tài liệu cùng đan dược của mình. Chờ sau khi đám người hàn lập mỗi người lấy đi nhất kiện pháp bảo thì việc chia chác ở tầng 1 đã xong. Về phần kiện bồ đoàn mà hàn lập để ý tới đã sớm bị bạch sam lão giả tiện tay ném trên mặt đất, không thèm liếc mắt một cái. Hiển nhiên đó cũng không phải là thứ tốt, mà âm ngưng thảo cũng có mấy người đi tới nhìn kỹ vài lần, sau khi nhận ra lai lịch thì tự nhiên cũng không ai cảm thấy hứng thú. Chứng kiến một màn này, Hàn Lập trong lòng cười khổ vài tiếng. Xem ra không ai là đứa ngốc, đối với mỗi kiện đồ vật trong lầu các này mấy lão quái vật Nguyên Anh Kỳ cũng sẽ không bỏ qua việc kiểm tra. Dù sao ngoại trừ các bảo vật này thì trong lầu các rất có khả năng ẩn giấu vật gì khác. Đám Nguyên Anh lão quái vật sau khi tìm tòi hết mọi nơi cũng không thấy có gì ngoài ý muốn thì buông tha đi lên tầng 2. Kết quả vừa tiến vào tầng 2, Hàn Lập cùng những người khác giống nhau có chút sửng sốt. Bởi vì vừa lên đến nhị tầng, thì cảm thấy một mùi đàn hương thổi vào mặt. Mọi người dương mắt lên nhìn thì thấy trong góc tường đối diện cầu thang lộ ra một cái điện thờ, trên điện có một bức tượng vàng thờ yêu thần một sừng ba đầu sáu tay, mặt mũi dữ tợn, trông rất sống động. Mà phía trước điện thờ có có một hỏa hồng tiểu lô đỉnh, từ trong đỉnh bay ra khí trắng lượn lờ, mùi đàn hương chính là từ trong làn khí trắng này bay đến. Thương khôn thượng nhân lại cung phụng yêu thần, điều này thật sự làm cho đám người nam lũng hầu thất kinh nhưng Hàn Lập vừa nhìn thấy thần tượng ba đầu sáu tay thì trái tim lại đập bịch bịch gấp gáp. Bộ dáng thần tượng này cùng phạm thánh chân phiến yêu thú trên đồng phiến giống nhau như đúc, thậm chí còn đồng dạng mắt trợn tròn, sáu tay giơ lên trời. Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, ánh mắt hướng về góc tường đối diện với điện thờ. Chỉ thấy cách điện thờ mấy trượng bên trái có một chiếc ghế gỗ thoạt nhìn rất bình thường, phía trên có nghiên mực, bút lông, trúc giản một đống đồ vật. Đối diện một hướng khác của điện thờ có đặt một giường ngọc màu xanh mặc dù khoảng cách xa như thế nhưng vẫn có thể cảm nhận âm hàn khí phát ra tựa hồ là dùng loại hàn ngọc nào đó điêu khắc mà thành tại một đầu giường ngọc có ba cái hộp ngọc lớn nhỏ không đồng nhất phi thường đáng chú ý xem ra tầng hai đúng là phòng ngủ của thương khôn thượng nhân bóng người chợt lóe bạch sam lão giả đột nhiên đến bên giường hàn ngọc đưa tay chụp vào một cái hộp ngọc trong đó chậm đã theo tiếng quát này một nhân ảnh khác cũng đã đến bên giường ngọc tiện tay bắn ra một đạo hắc mang nhầm tay lão giả đánh tới Ngươi có ý tứ gì? Muốn cùng lão phu luận bàn một phen sao? Lão già họ vân cổ tay rụt lại, né qua một bên, nhưng kinh nộ hung tận nhìn người nọ chầm chầm nói.